Ly Hương Nhi con mắt lóe sáng lóe sáng, nhịn không được dò hỏi, chủ nhân, truy sát đi thiên bằng lĩnh chẳng lẽ chúng ta liền muốn giết trở về sao chúng ta có thể đi về. Đánh bại ngươi không phải ngây thơ, mà là ngây thơ a. À. Giang giật nhàn nhạt lườm Ly Hương Nhi một cái nói, giết vào đông vực nội địa, chúng ta cái này ngàn vạn người có thể trở về tuyệt đối sẽ không vượt qua 50 vạn. Đối phương còn có hơn 2 ngàn vạn đại quân, mà lại một giết vào nội địa sẽ khắp nơi thụ địch, người nghĩ đến quá ngây thơ rồi, không có mấy năm chúng ta mơ tưởng trở về a à, ly hương nhi sắc mặt đỏ lên cười cười xấu hổ lại hiếu kỳ mà hỏi đã không giết trở về kia vì sao để đại quân giết vào đông vực nội địa a như thế không phải dễ dàng bị mai phục giáp công sao cùng ngươi giải thích cũng không hiểu quay đầu lại cùng ngươi nói đi đi giang giật thu hồi cổ cầm lấy ra chiến xa mang theo chính mình một vạn hộ vệ đội chạy như điên bị giang giật săn dậy ly hương nhi cũng không giận nàng đối với giang giật là sùng bái tới cực điểm tính toán để nàng đi chết đoán chừng cũng sẽ không có nửa điểm trần chờ. Bạo Long Vương Hạn Bạt Vương Thiên Bằng Vương đối với Giang Giật mệnh lệnh đồng dạng không có nửa điểm chất vấn, dẫn đầu đại quân một đường truy sát mà đi. Đông vực liên quân lại thảm rồi, vốn cho là bên này truy sát một hồi cũng không dám truy sát, nào biết một mực truy sát không ngừng. Bên này ngàn vạn đại quân giờ phút này còn lại đã không đến 700 vạn, lúc này mới bao lâu thời gian a, liền thiếu đi 300 vạn, đoán chừng đến Thiên Bằng lĩnh lúc có thể có 3 400 vạn cũng không tệ rồi nhanh đưa tin cho câu Trần Vương cùng Sơn Tiêu Vương, để bọn hắn mang binh tới vây giết. Đúng đúng, Bạo Long Vương bọn hắn dám một mực truy sát, chúng ta tự cho bọn hắn đến cái hai mặt giáp công. Câu Trần Vương Sơn Tiêu Vương bên kia còn có hai ngàn vạn đại quân, chờ những đại quân kia vừa đến, chính là chúng ta lúc báo cựu quyết hận. Thiên thử vương mấy cái đại tộc tộc trưởng tương hỗ đưa tin một phen, lập tức điều động lính liên lạc cho câu Trần Vương Sơn Tiêu Vương đưa tin. Chính bọn hắn thì không dám đến sau lưng truy sát đại quân, chỉ có thể một đường trước chạy trốn lại nói. Quỷ Sa Vương cùng thần nghe đại đế sứ giả bị giết, khiến cái này đại tộc tộc trưởng triệt để sợ hãi. Bên này còn tại tiếp tục truy sát, tại mấy cái đã lâu thần về sau, câu Trần Vương cùng Sơn Tiêu Vương nhận được đưa tin. Hai quân cao tầng khi biết quỷ Sa Vương cùng thần nghe đại đế sứ giả bị giết, đại quân ngay tại tan tác sau đều quá sợ hãi. Khi biết thanh linh bộ hạ cũng lại dám một đường truy sát, giờ phút này đều nhanh giết tới thiên bằng lĩnh về sau, vô số đại tộc tộc trưởng càng thêm kinh hoàng bọn hắn các tộc toàn bộ đại quân đều triệu tập ra thanh linh bộ hạ cũ giống như giết vào đông vực nội địa các tộc con dân đều muốn bị diệt việt sơn tiêu vương không có chút gì do dự lập tức dẫn đầu đại quân hồi viên bởi vì sơn tiêu tộc trưởng rời đi thiên bằng lính cũng không phải là quá xa chỉ là cách xa nhau mười mấy cái sơn lính thanh linh bộ hạ cũ một khi giết đi qua sơn tiêu tộc liền muốn xong đời câu trần vương bên này rất nhiều đại tộc tộc trưởng cũng lập tức yêu cầu hồi viên nhưng mà câu trần vương mệnh lệnh lại làm cho sở hữu đại tộc tộc trưởng đều trợn tròn mắt câu trần vương để toàn quân ngay tại chỗ hạ trại toàn quân chờ lệnh hỏa phượng đại đế sứ giả cùng tộc trưởng của các tộc vội vàng đi tìm câu trần vương yêu cầu hắn mang binh hồi viên coi như mặc kệ các tộc chết sống cũng muốn liên hợp cùng một chỗ phục kích thanh linh bộ hạ cũ đại quân a phục kích câu trần vương cười lạnh nói các ngươi như muốn chết chính mình đi ta cũng không đi đi phục kích bọn hắn cho bọn hắn phục kích còn tạm được các ngươi coi là thanh linh bộ hạ cũ thật dám giết vào địa bàn của chúng ta các ngươi cũng không cần đầu óc ngẫm lại, bọn hắn dám vào đi tuyệt đối phải toàn quân bị diệt, bọn hắn. Rõ ràng là rộng điểm đánh viện binh, muốn phản phục kích chúng ta. Phản phục kích, chư vị tộc trưởng như có điều suy nghĩ, nghĩ nghĩ tựa như là đạo lý này. Giống như thanh linh bộ hạ cũ cái này ngàn vạn đại quân xông vào đông vực nội địa, coi như bọn hắn có thể diệt sát rất nhiều tộc đàn con dân, cuối cùng khẳng định sẽ bị bên này hơn 2.000 vạn đại quân cho vây giết hơn nữa còn hội kích thích sở hữu chủng tộc cùng chung mối thù liều chết phản kích cuối cùng ngàn vạn đại quân lưu tại đông vực nội địa không sai phản phục kích nghĩ đến thanh linh bộ hạ cũ bên này mấy trận chiến đấu rất nhiều đại tộc tộc trưởng hít một hơi lãnh khí thanh linh bộ hạ cũng mấy lần chiến đấu đều là dùng kỳ trí thắng nhiều lần ra quái chiêu bọn hắn không có khả năng đần độn xông vào đông vực nội địa chịu chết như vậy bọn hắn tất nhiên là có mưu đồ giống như bên này lòng nóng như lửa đốt hồi viên kết quả lại bị phục kích như quỷ sa vương bên kia quân đội trong nháy mắt bị đánh tan, rất nhiều tộc trưởng tựu không rét mà run. Khẳng định là, khẳng định là, một cái đại tộc tộc trưởng đối với thanh linh bộ hạ của cái kia thần bí cửu đại nhân cũng phi thường e ngại, người này dụng binh như thần, đánh đầu thắng đó, không cẩn thận liền chúng phải hắn quỷ kế vạn kiếp bất phục. Chỉ là, chúng ta không trở về viện binh, sơn tiêu vương bên kia tựu nguy hiểm. Mà lại vạn nhất bọn hắn thật giết vào lãnh địa của chúng ta, đi một vòng lại ra đâu. Một cái đại tộc tộc trưởng cao mày, lắc đầu nói ra, không được, Sơn Tiêu Vương bên kia vừa xong đàn, cuối cùng chúng ta bên này cũng sẽ xong đời, chúng ta nhất định phải hồi viên. Hồi viện binh đã vô dụng, câu Trần Vương cười khổ một tiếng nói, Sơn Tiêu Vương tên ngu xuẩn kia, khẳng định đã sớm vô cùng lo lắng hướng chạy trở về, ta coi như đi cứu viện bọn hắn cũng đã muộn. Nếu như ta không có đoán sai thanh linh bộ hạ cũ bên kia ngàn vạn đại quân đã đi ác ma thâm huyên phụ cận bày ra mai phục, liền chờ Sơn Tiêu Vương tên ngu ngốc kia chính mình đưa tới cửa, làm sao có thể rất nhiều đại tộc tộc trưởng kinh hô lên bọn hắn muốn đi ác ma thâm uyên cần vượt ngang chúng ta bên này a ngàn vạn đại quân làm sao có thể lặng yên không tiếng động qua bên kia ngu xuẩn câu trần vương nhịn không được giận mắng người quên kia mấy trăm vạn đại quân làm sao biến mất quỷ xa vương bọn hắn làm sao bị mai phục lần này bại cục đã định đối phương đánh một cái thời gian tranh lệch coi như chúng ta đoán được mưu kế cũng không có cách nào đi viện trợ toàn quân nguyên địa chờ lệnh đi các loại chờ đại chiến kết thúc chúng ta rút quân trở về chương 1763, đưa các ngươi lên đường. Câu Trần Vương đem Giang Giật an bài bố trí cho đoán được, bất quá chính như hắn nói, Giang Giật đánh cái thời gian tranh lệch, coi như đoán được cũng vô pháp cứu viện. Tại thiên thử vương bên kia đưa tin không bao lâu về sau, Giang Giật liền hạ lệnh đại quân ngừng truy sát chỉnh đốn, ngay tại chỗ hạ trại. Đồng thời bố trí rất nhiều đại quân tại phủ cận tuần tra, để chạy trốn đại quân bên kia trinh sát không cách nào dò xét đến tình huống bên này. Chạy trốn quân đội, khi đó đã tới thiên bằng nhận, Giang giật bên này không có tiếp tục đuổi giết, bọn hắn âm thầm may mắn không thôi. Bận rộn tập kết tàn quân chuẩn bị chống cự giang giật bên kia tiến công, không bao giờ lại thế nào hoài nghi giang giật đã lặng yên rời đi đại quân. Giang giật y dạng hỏa hồ lô, lưu lại mấy vạn quân sĩ cố tình bày nghi trận, hắn dùng thiên hàn châu mang theo hơn 900 vạn đại quân, bằng nhanh nhất tốc độ hướng ác ma thâm uyên bên kia phóng đi. Hắn không dám đi phục kích câu Trần Vương, hắn cũng biết câu Trần Vương hội khám phá mưu kế của hắn từ lần trước thanh linh bộ hạ cũ đại di rời câu trần vương không có chiếm cứ bất luận cái gì địa bàn không có lẫn vào bất luận cái gì đại chiến giang giật liền nhìn ra cái này đông vực đệ nhị cường giả đầu óc dùng rất tốt lần này câu trần vương dẫn đầu đại quân hành quân rất chậm rõ ràng là sợ hắn phục kích giang giật đối với câu trần vương có chút cố kỵ tự nhiên không dám đi mai phục câu trần vương suốt lĩnh đại quân hắn đoán chắc sơn tiêu vương sẽ lập tức chạy tới cứu việt sơn tiêu tộc lãnh địa cách ly thiên bằng lính quá gần hắn không thể không hồi viên Thiên thử vương đưa tin trinh sát cần thời gian, hắn tự đánh thời gian này tranh lệch, mang theo gần ngàn vạn đại quân đi ác ma thâm uyên phụ cận. Ác ma thâm uyên là gần nhất con đường, sơn tiêu vương dẫn đầu đại quân tuyệt đối sẽ từ nơi này qua. Ác ma thâm uyên là đông vực đệ nhất hiểm địa, cái này vực sâu phi thường lớn, khoảng chừng phương viên 10 vạn lý tả hữu, dưới vực sâu không nhìn thấy đáy, phía dưới một áng đỏ, tựa hồ dưới đáy là một mảnh biển lửa, ai như rơi vào tuyệt đối sẽ bị đốt là cho tàn. Cái này ác ma thầm huyên giang giật trước đó đến dò xét qua, lần này mới hoàn toàn chính xác có kinh khủng hỏa diễm, nhiệt độ vô cùng cao. Cái này hoang vu chi địa không có một ngọn cỏ cùng ác ma thâm huyên đoán chừng có rất lớn quan hệ, chỉ ít giang giật là như thế này cho rằng. Thiên địa kỳ hỏa, giang giật một mực thích vô cùng, bất quá lần này hắn cũng không dám làm loạn, lại không dám hạ trong vực sâu đi dò xét. Bởi vì nơi này liền mấy cái yêu tộc đại đế cũng không dám xâm nhập, hắn chút thực lực ấy đi vào hẳn phải chết trong tay hắn có thiên đế thần binh có một viên phi thường thần kỳ hạt châu nhưng không có nghĩa là hắn có thể không sợ thiên hạ tất cả kỳ hỏa trọng yếu nhất chính là giang giật tại ác ma thâm uyên phụ cận lại có một loại không hiểu tim đập nhanh cảm giác loại cảm giác này để hắn phi thường không thoải mái thậm chí giống như có thể nói hắn đều không muốn dựa vào gần cái này vực sâu giờ phút này hắn tự đứng tại vực sâu biên giới nội tâm của hắn từng đợt rung động nhìn qua kia một mảnh màu nâu đỏ vực sâu trong lòng của hắn vô cùng không thoải mái hắn mấy lần đều muốn rời đi nơi này mặt khác tìm địa phương phục kích nhưng nghĩ tới địa thế của nơi này hắn chỉ có thể cắn giang tiếp tục ở lại đây nơi này không chỉ có nội tâm của hắn không thoải mái phàm là đi ngang qua nơi này sở hữu yêu tộc đồng dạng hội không thoải mái ở chỗ này lại càng dễ khủng hoảng lại càng dễ tan tác mà lại bởi vì cái này vực sâu phi thường lớn sơn tiêu vương muốn mau trở về chỉ có thể vòng quanh vực sâu đi dùng giang giật đối sơn tiêu vương tình báo điều tra người này tuyệt đối xuất đại quân hội đến bên này hắn tại tiềm ẩn thuật bên trong an tòa ở vực sâu bên cạnh một tòa sơn mạch chi đỉnh lặng lặng chờ đợi đại quân đến hắn không có phái ra trinh sát đi dò xét sơn tiêu vương đại quân thậm chí giờ phút này kia gần ngàn vạn đại quân cũng không có xuất hiện còn tại thiên hàn trong nhẫn binh giả quỷ đạo giả mai phục tự nhiên đánh chính là một cái xuất kỳ chế thắng tại song phương thế lực ngang nhau tình huống dưới đánh chính là sĩ khí đánh chính là bố cục cùng quân trận đánh chính là tâm lý chiến thời gian từ từ trôi qua tại sau năm canh giờ, Sơn Tiêu Vương xuất lĩnh đại quân không ra ngoài dự liệu của hắn tới. Phía trước là trinh sát bộ đội, giang giật an tĩnh tiềm phục tại đỉnh núi, cấp thấp trinh sát căn bản là không có cách phát hiện. Chậm rãi phía trước bộ đội tới, đây khắp núi đồi đều là khoảng chừng trăm vạn đại quân. Trước đây phong quân đội cũng không có quá nhiều cường giả, đây là tránh cho bị mai phục sau phe mình đại quân thực lực đại tổn, nói trắng ra cái này trăm vạn đại quân là dò đường, chịu chết. Coi như cái này trăm vạn đại quân bị chém giết, cũng sẽ không đối trung quân có quá lớn ảnh hưởng, ngược lại có thể cho trung quân dự cảnh, kéo dài đầy đủ thời gian bố trí. Xuất lĩnh tiên phong đại quân tướng quân là mấy cái phong vương cấp, lần này giang giật không dám khinh thường, ẩn núp đi ở dưới chân núi. Đồng thời phía trước phong đại quân đến hắn phụ cận lúc, xa xa trinh sát bộ đội bên kia truyền đến từng đạo quát lớn âm thanh, giang giật bố trí tạo nên tác dụng. Quả nhiên, tiên phong đại quân lực chú ý đều bị bên kia dị tráng hấp dẫn, căn bản không có thần thức từ trên người hắn đảo qua, từng cái phong vương cấp nghiêm nghị quát lớn hỏi thăm phía trước xuất hiện chuyện gì đồng thời thúc giục đại quân ra tốc tiến lên nơi xa cũng không có ra đại sự chỉ là mấy trăm trinh sát cùng sơn tiêu quân trinh sát làm chờ phía trước bộ đội bao phủ đi kia mấy trăm trinh sát trong nháy mắt bị đánh chết cái này mấy trăm trinh sát là dùng đi tìm cái chết đối với loại sự tình này giang giật vô cùng lãnh huyết mấy vạn yêu tộc nói lưu lại chịu chết tự chịu chết vững tâm như sắt không phải giang giật lãnh huyết run rẩy đều phải chết người giống như những này tử sĩ không đi chịu chết, muốn chết đi yêu tộc sẽ càng nhiều, thanh linh bộ hạ của bên này toàn bộ muốn chết hết. Tiên phong đại quân đi qua, đằng sau là trung quân, giang giật lặng yên hướng nơi xa tiềm hành mà đi, dùng thế xét đánh không kịp bưng tai dọn dẹp phụ cận mười mấy cái trinh sát. Tiếp lấy hắn bắt đầu liên tục không ngừng thả ra đại quân, sắp tới ngàn vạn đại quân phóng xuất về sau, hắn nhẹ nhàng vung tay lên nói theo kế hoạch làm việc. Đại quân tách ra hành động, bạo long vương nhóm cường giả sung phong đi đầu, phân biệt mang binh hướng bốn phương tám hướng kín đáo đi tới đồng dạng trước tiên diệt sát trinh sát lặng yên đi giang giật địa điểm chỉ định đi giang giật mang theo ly hương nhi hướng ác ma thầm nguyên phương hướng bay đi vô cùng chiêu sao cứ như vậy quang minh chính đại khí thế hung hăng một đường bay đi hấp dẫn vô số thần thức ừ trung quân bên trong sơn tiêu vương cùng một đám đại tộc tộc trưởng đầy mắt kinh ngạc nơi này làm sao có thể đột nhiên xuất hiện một cái phong vương cấp cường giả còn có một cái cô gái xinh đẹp giang giật cùng ly hương nhi tốc độ rất nhanh mấy chục hơi thở thời gian sau đã tới trong khoảng cách quân vạn trượng một đỉnh núi phía trên giang giật thản nhiên cười nói sơn tiêu vương cửu ngưỡng đại danh chúng ta đợi với đã lâu ngươi là ai sơn tiêu vương âm thầm cảm giác không thích hợp hắn vung tay lên để toàn quân ngừng tiến lên toàn quân đề phòng một cái trưởng lão đột nhiên quát khẽ kia là ly hương nhi thần ly tộc công chúa hoa toàn quân một mảnh xôn xao thần ly tộc kia là thanh linh bộ hạ cũ thần ly tộc công chúa thế mà ra cái này chẳng lẽ bên cạnh hắn người áo đen liền là trong truyền thuyết thần bí cửu đại nhân. Thanh linh bộ hạ của bên kia có cái tính toán không bỏ sót cửu đại nhân, việc này đã lặng yên tại trong đại quân lưu truyền. Thanh linh bộ hạ cũng đánh mấy trận phi thường xinh đẹp chiến dịch, chưa từng thua trận, nghe nói đều là cái này cửu đại nhân mưu đồ, nhân vật như vậy muốn không nổi danh cũng khó khăn. Người chính là cửu, đại nhân, Sơn Tiêu Vương đôi mắt lạnh lẽo, bật thốt lên hỏi. Giang giật cái tên này rất chiếm tiện nghi, Sơn Tiêu Vương không có khả năng chỉ nói một cái cửu, chỉ có thể nối liền cùng một chỗ nói. Chính là tại hạ, Giang giật trường bào hất lên, giới chỉ sáng lên lấy ra một cái bàn cùng cái ghế, còn bày ra ra vài hũ liệt tử, hắn vẻ mặt tươi cười tỏa hạ nói ra, Sơn Tiêu Vương, các ngươi tất cả lên uống một chén đi. Uống một chén này, bản tọa đưa các ngươi lên đường. Trường 1764, thân ở Tha Hương là dị khách. Đưa các ngươi lên đường. Giang giật câu nói sau cùng dùng thiên lực giao động, vang vọng phương viên mấy chục vạn lý chấn động đến rất nhiều cấp thấp yêu tộc thân thể run lên sơn tiêu vương nhóm cường giả đồng dạng thân thể run lên bọn hắn là bị giang giật chọc tức một cái phong vương cấp tăng thêm một cái thần ly tộc công chúa đối đầu ngàn vạn đại quân muốn đưa bọn hắn lên đường bên này ngụy đế cấp thế nhưng là có năm cái a tùy ý ra ngoài một cái cũng có thể diệt các nàng hừ một tên phong vương cấp trưởng lão nổi giận hừ lạnh một tiếng thân thể nổ bắn ra mà đến trong tay xuất hiện một cây trường thương tốc độ đạt tới cực hạn vẻn vẹn hai hơi thời gian tự lao đến hắn trường thương huyễn hóa ra đầy trời thương ảnh đem giang giật cùng ly hương nhi đều bao phủ đi vào nghiêm nghị quát lớn nhận lấy cái chết giang giật vẫn như cũng ngồi xếp bằng không nhúc nhích chỉ là khoát tay áo ly hương nhi thối lui đến phía sau hắn giang giật duỗi ra cánh tay trái đối phía trước tìm kiếm a à, sơn tiêu vương các loại chờ ngụy đế cấp toàn bộ giật mình giang giật thế mà dùng tay đi bắt kia đầu thương hắn đây là cuồng tới cực điểm muốn tìm cái chết hay là thật có chỗ cầm ầm um, một đạo trầm muộn nổ vang sang giật thân thể chấn động bên người bàn ghế bình rượu toàn bộ nổ tung nhưng hắn tay không có nửa điểm sự tình ngược lại kia cán cực phẩm thần khí trường thương liên tiếp đứt gãy hiu sang giật dưới chân mặt đất tầng tầng bạo liệt hắn thân thể như cuồng long bắn ra tốc độ như thiểm điện cái kia lợi chảo hung hăng chộp chúng kia cái trưởng lão đầu tại đối phương căn bản không có kịp phản ứng phía dưới một chảo liền đem cái này phong vương cấp đầu cho bẻ vụn TT, sự tình biến hóa quá nhanh, để rất nhiều yêu tộc đều không có kịp phản ứng, vô số hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Giang giật mặt không thay đổi sừng sững giữa không chung, lãnh mâu quét qua nói, muốn giết ta toàn bộ cùng lên đi. Giết, sơn tiêu vương đại vung tay lên bạo hống, không bằng hắn chính mình lại không động, mà là chỉ huy hơn 10 vạn đại quân hướng giang giật đánh tới. Hắn còn không có thăm dò rõ ràng giang giật nội tình, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, giang giật một chảo vồ chết một cái phong vương cấp, hắn cũng sợ chết hưu, Giang giật quay người trở lại đỉnh núi lấy ra cổ cầm, đột nhiên kéo một phát, một cỗ cuồng bạo tiếng đàn hướng phía trước phúc tán mà đi, kia lao ra mười mấy vạn đại quân toàn bộ không động được, rất nhiều cấp thấp yêu tộc ôm đầu lăn lộn không ngớt. Tiếng đàn truyền bá rất xa, trọn vẹn bao phủ trăm vạn đại quân, ít nhất có bốn năm vạn yêu tộc ôm đầu lăn lộn hết thảm lên. Bá bá bá, sơn tiêu vương đám người sắc mặt triệt để thay đổi, phụ cận đại quân một mảnh rối loạn. Vào thời khắc này hậu phương đột nhiên truyền đến từng đợt bạo tiếng giống, tiếp lấy đầy trời lưu quang bay tới đem nửa bầu trời cho chiếu sáng. Giết, gần như đồng thời, phía trước chuyển đến một trận chấn thiên tiếng la giết, giang giật sau lưng từng cái đại quân bay vụt mà đến, khắp thiên đều là, từng đạo tiếng la giết truyền khắp khắp nơi. Bạo Long Vương hạn bạt Vương Thiên bằng Vương, bọn hắn không phải đang đuổi giết bên kia đại quân sao bọn hắn làm sao có thể ra nơi này. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Vô số yêu tộc đầy mắt chấn kinh, Sơn Tiêu Vương nhóm cường giả cũng mộng, trừ phi đưa tin là giả nếu không cái này ngàn vạn đại quân không có khả năng ra nơi này chẳng lẽ quỷ sa vương cùng bạo long vương hợp tác cùng một chỗ lừa giết bọn hắn càng nghĩ càng không đúng sức lực bất quá đại quân đã theo bốn phương tám hướng đánh tới bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có tử chiến sơn tiêu vương bạo giống một tiếng đại gia đừng hoảng hốt cùng bọn hắn tử chiến đến cùng tử chiến bạo long vương trong tay giới chỉ sáng lên đột nhiên hướng không trung ném ra một cỗ thi thể giống to xem hắn là ai quỷ sa vương đã chết câu trần vương hải cốt không còn hai ngàn vạn đại quân toàn bộ bị diệt các ngươi nếu là không đầu hàng giết chết bất luận tội ba ba bá, bá vô số thần thức quét tới khóa chặt giữa không trung cỗ thi thể kia rất nhiều cường giả sắc mặt đại biến bởi vì kia đích thật là quỷ sa vương thi thể mặc dù bị xé nứt nhưng đó căn bản không cách nào giả tạo đầu hàng không giết ngoan cố chống lại người giết không tha bốn phương tám hướng chấn thiên bạo tiếng giống vang lên các lộ đại quân như từng thanh từng thanh kiểu lưới kiếm sắc bén đâm xuyên mà đi toàn bộ quân sĩ khi thế đại thịnh từng đạo nồng đậm sát khí bao phủ đối phương ngàn vạn đại quân lại thêm ác ma thâm uyên bên trong không ngừng truyền đến đạo đạo không hiểu khí tức để cái này ngàn vạn trong đại quân tâm bồn chồn chanh chanh giang giật tiếng đàn đột nhiên trở nên nhu hòa không có ở bên trong vận dụng thần âm thiên kỹ sợ ảnh hưởng phía bên mình đại quân ly hương nhi lại bắt đầu man múa cái này khiến tràng diện trở nên càng thêm quỷ tà sơn tiêu vương Người có biết chúng ta vì sao có thể nhẹ nhàng như vậy chém giết quỷ sa vương, câu trần vương cùng kia hai ngàn vạn đại quân nói thật cho ngươi biết đi, thanh linh đại đế trở về. Ngươi như còn chấp mê bất ngộ, hôm nay chỉ có một con đường chết. Hạn bạt vương một tiếng bạo giống, càng là đem kia ngàn vạn đại quân cùng sơn tiêu vương bọn người đại tộc tộc trưởng toàn bộ chấn mộc, thanh linh đại đế trở về vậy bọn hắn những này phản bội đại đế con dân còn sẽ có đường sống sao. Hiu hiu hiu, đầy trời công kích phóng thích, các lộ đại quân bắt đầu xung kích bên này quân trận thoáng cái loạn sơn tiêu vương các loại chờ cao tầng trong lúc nhất thời mộng căn bản không biết đi chỉ huy quân đội chờ bọn hắn kịp phản ứng bọn hắn quân trận đã bị đánh đến thất linh bát lạc rút lui toàn bộ theo bản vương hướng bên này công kích sơn tiêu vương nổi giận gầm lên một tiếng xuất lĩnh một đám cường giả hướng phía trước công kích mà đi hắn biết rõ mặc kệ thanh linh đại đế phải trăng trở về hôm nay bại cục đã định bọn hắn chỉ có lao ra khỏi vòng vây mới có thể có một đầu sinh lộ đáng tiếc hắn phản ứng đã quá muộn, giống như ngay từ đầu công kích có lẽ còn có cơ hội đột phá vòng vây. Giờ phút này công kích ngược lại để đại quân triệt để xong đời, công kích không thành, ngược lại biến thành tan tác. Một đội quân, một khi tan tác, chờ đợi bọn hắn kết cục chính là từng mảnh từng mảnh bị thu gặt. Bạo Long Vương nhóm cường giả phân biệt đối mặt Sơn Tiêu Vương các loại chờ, bên này ngụy đế cấp, rõ ràng dự định lưu lại mấy cái trí cường giả. Tiếng gió giết gào, tiếng la giết chấn thiên, tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ, các loại thần thông thả ra thanh âm, bên tai không dứt. Tiên huyết đang bay tung tóe, chân cụt tay đứt khắp nơi đều có, ác ma thâm uyên bên trong màu đỏ sậm hỏa quang chiếu dọi đến chân trời một mảnh đỏ, để phụ cận chàng diện càng thêm khiếp người. Sang giật tại ung dung đánh đàn, ly hương nhi tại man múa, mấy đại ngụy đế cấp tại quyết tử đấu tranh, gần 2000 vạn yêu tộc ở phụ cận đây dãy núi trên cánh đồng hoang triển khai một trận kinh thiên đại chiến. Bất quá một bên đang lẩn trốn, một bên đang đuổi giết, một màn này đoán chừng muốn vĩnh cửu dừng lại tại những cái kia chiến hậu còn sống sót yêu tộc trong lòng. Ly Hương Nhi dáng múa rất huyền chuyển, bản thân dung mạo liền là tuyệt đỉnh, giờ khắc này ở như thế chàng cảnh hạ man múa càng trở nên phá lệ khiếp người. Khóe miệng nàng một mực mang theo nụ cười thản nhiên, coi thường thiên quân vạn mã chém giết, trong mắt chỉ có giang giật một người, nàng không hiểu cảm giác coi như giờ phút này là tận thế, nàng có thể cho giang giật múa một khúc đã chết mà không tiếc. Đây là một cái thần kỳ nam nhân, bằng vào sức một mình cứu vớt thanh linh bộ hạ cũ phá vỡ đông vực cách cục diệt sát đếm không hết yêu tộc cuối cùng còn muốn chế bá toàn bộ đông vực hắn không chỉ có cao cường chiến lực còn có như yêu trí tuệ trọng yếu nhất chính là hắn vẫn là thanh linh đại đế phái tới sứ giả cũng thế nàng ly hương nhi nam nhân đại cục đã định hết thảy đều vô cùng hoàn mỹ tin tưởng sau trận chiến này đông vực liên quân rốt cuộc bất lực tiến công không ra mấy năm bọn hắn liền có thể giết trở lại đông vực cuối cùng trở thành đông vực chúa tể nhưng mà, Giang giật thời khắc này nội tâm cũng không có quá nhiều vui sướng, ngược lại con người chỗ sâu có một vệt làm sao đều tan không ra yêu thương. Thân ở dị tộc tha hương, coi như có thể xương vương xương bá lại như thế nào coi như có thể trở thành thiên yêu giới chúa tể lại như thế nào nơi này cuối cùng không phải là nhà của hắn. Hắn không biết lúc nào mới có thể trở về đi, mới có thể nhìn thấy những cái kia mộng rắt hồn lượn quanh thân nhân người yêu. chương 1765, lần hậu ý chỉ. Chiến đấu tại sau mười mấy canh giờ kết thúc, một trận chiến này chém giết đối phương hai cái ngụy đế cấp, chu diệt phong vương cấp cường giả mười mấy tên, đại quân vượt qua 400 vạn, sơn tiêu vương bị bạo long vương tự tay cho chém giết. Đây là giang giật truyền lệnh thu binh kết quả, hắn sợ câu trần vương tới cứu viện, cái này chiến quả đã tốt vô cùng, sau trận chiến này đông vực các tộc liền không còn có lực lượng tiến công hoang vu chi địa. Đương nhiên, giết địch 3 ngàn, tự tổn 800, thanh linh bộ hạ cố bên này tử thương cũng rất là thảm trọng, chết đi hơn 100 vạn đại quân, cái này còn không bao gồm trước kia đi chịu chết kia hai ba mươi vạn thần vương cấp quân sĩ. Bất quá so sánh lần này hai phe địch ta lực lượng cách xa cùng số người chết, cái này hai lần đại chiến đã có thể dùng kỳ tích đến xưng hô. Đông vực liên quân cộng lại bị chém giết yêu tộc đạt đến 900 vạn trở lên, ngụy đế cấp bị xử lý bốn cái, thanh linh bộ hạ cũ bên này vẫn chưa có chết đi một cái ngụy đế cấp. Có mấy lần bạo long vương các loại chờ đại lão đều thụ thương, nhưng gian giật có thần thụ diệp hết thảy đều không phải là vấn đề đại quân trùng trùng điệp điệp hướng hoang vu chi địa chỗ sâu phóng đi mặc dù một chút tộc trưởng hơi nghi hoặc một chút vì sao không thừa thắng xông lên đem câu trần vương đại quân đánh tan đến lúc đó lại nhất cử giết vào đông vực xương bá đông vực nhưng rút quân mệnh lệnh là giang giật dưới không có bất kỳ cái gì tộc trưởng trưởng lão dám nói cái gì toàn quân đối với giang giật sùng bái cùng kính sợ đã đạt đến cực điểm giang giật trong quân đội uy tín không thua gì năm đó thanh linh đại đế không có giang giật bọn hắn toàn bộ đều muốn bị diệt tộc giang giật là bọn hắn tái sinh phụ mẫu. Bình thường tộc trưởng trưởng lão không hiểu, bạo long vương cùng thiên bằng vương lại là phi thường tinh tường giang giật vì sao muốn như thế nào. Bởi vì nếu như đi tiến công, bọn hắn không chỉ có không cách nào chế bá đông vực, ngược lại sẽ vạn kiếp bất phục. Diệt 900 vạn quân đội, bên kia còn có 2.000 vạn quân đội, còn có rất nhiều ngụy đế cấp, còn có câu trần vương. Nhất là câu trần vương, một mực dùng cây độc ngoan độc lấy sưng, theo mấy lần đại chiến câu trần quân đều không có bị tổn thất quá lớn tổn thương có thể thấy được lốm đốm. Giống như Giang Giật mang theo đại quân đi công kích câu trần vương bên kia đại quân, coi như có thể thắng, cũng là thắng thảm. Bên này quân đội quá ít, chịu không được tiêu hao, bên này cường giả cũng quá ít, giống như mấy người bọn hắn lão ra hỏa chết rồi, coi như Giang Giật có mọi loại mưu kế, cũng không có đem không có binh có thể dùng. Lần này đại chiến đem đông vực vạn tộc bị đả thương, nhưng không có triệt để đánh cho tàn phế, bên kia chắc chắn sẽ không ăn thua đủ. Trọng yếu nhất chính là, lần này chết nhiều như vậy quân đội, chết nhiều cường giả như vậy, đông vực cách cục sẽ lần nữa cải biến. Cũng tỉ như quỷ sa vương cùng sơn tiêu vương chết rồi, hai tộc quân sĩ cùng cường giả tử thương càng nhiều, hai cái đại tộc thực lực đại tổn, chỉ có thể biến thành tiểu tộc, mà hai cái này tộc đàn lại bá chiếm mấy trăm cái sơn lính, vô số phúc địa bí cảnh cùng tài nguyên. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội làm hai cái đại tộc không có tuyệt đối lực uy hiếp, lại có được quá nhiều bảo địa lúc, tự nhiên sẽ có đại tộc ngấp nghé, nội chiến không thể tránh khỏi bộc phát. Loại chuyện này coi như ba vị đại đế đều không thể ngăn cản, phái lại nhiều sứ giả đến cũng vô dụng. Trận đại chiến này đem tam phương thế lực cân bằng cho phá vỡ, câu trần vương bên này thế lực không có bị bất kỳ tổn thương gì, mặt khác hai phe thế lực thực lực đại tổn. Coi như câu trần vương không muốn động, bọn hắn bên kia đại tộc sẽ không bỏ rơi cơ hội tốt như vậy đông vực không thể tránh khỏi lâm vào nội chiến. Câu Trần Vương có hai lựa chọn, hoặc là nhất thống đông vực, hoặc là ngồi nhìn đông vực nội chiến không ngớt. Dùng giang giật suy tính, câu Trần Vương cay độc, hắn hội trước hết để cho đông vực nội chiến một phen, cuối cùng xuất binh nhất thống đông vực. Bất luận cái gì một loại cục diện xuất hiện, hoàng vu chi địa gần nhất một hai năm đều sẽ phi thường bình tĩnh. Đương nhiên bên này cũng không thể động, cần chờ đợi thời cơ, chờ đợi đông vực lực lượng bị nghiêm trọng suy yếu, đến lúc đó mới là nhập chủ đông vực thời điểm thời cơ này cần chờ đợi bao lâu một năm ba năm thậm chí càng lâu giang giật không biết hắn dù sao cần thời gian tu luyện hắn có kiên nhẫn chờ được trên thực tế coi như thống nhất đông vực trở thành đông vực phương giang giật cũng không có nửa điểm khoái cảm cùng cảm giác thành tựu nội tâm của hắn cấp thiết nhất hy vọng là tu luyện mạnh lên đạt tới phong đế cấp sau đó đi ra thiên yêu giới trở lại thân nhân mình cùng người yêu bên người đại quân hao tốn mấy ngày thời gian về tới hoang vu bờ biển thanh linh bộ hạ cũ sở hữu chủng tộc con dân đường hẻm hoan nghênh, cao hứng bừng bừng, rất nhiều yêu tộc vui đến phát khóc. Giang giật đem tất cả mọi chuyện ném cho bạo Long Vương, cái gì đều mặc kệ, mang theo ly hương nhi cùng thần ly tộc về tới bên kia sơn lĩnh, bắt đầu tiềm tu. Hắn bàn giao bạo Long Vương, nếu như không có đại sự, bất kỳ người nào không nỡ đánh quấy hắn tu luyện, coi như bạo Long Vương hạn bạt vương cùng thiên bằng vương cũng không thể. Trở lại cung điện về sau, Giang giật cái gì đều không quan tâm, ngã xuống trên giường ngủ thật say trong khoảng thời gian này hắn mặc dù không có tự thân lên tràng tham dự đại chiến nhưng lại một người bày ra tổ chức chỉ huy sở hữu đại chiến bao quát đại chiến bất luận cái gì chi tiết đều là hắn một người thôi diễn ra hao phí hắn đại lượng trí nhớ cùng tinh lực tâm lực lao lực quá độ tại ác ma thâm uyên phụ cận hắn đánh đàn thời điểm nhớ tới thân nhân của mình cùng người yêu hắn bình thường nghĩ cũng không dám suy nghĩ nhiều chỉ có trong mộng mới có thể cùng các nàng gặp gỡ thiên giới rất bình tĩnh khoảng cách giang giật đồ sát thanh đế thành đã dòng dã đi qua hai tháng rưỡi. Thiên giới tựa hồ quên lãng giang giật làm sự tình, phạm vào tội lớn ngập trời. Hay là thiên hồng giới bên trong con dân không muốn nhắc tới, sợ truyền ra sau đã thương đao ra cùng thanh đế mặt mũi. Thanh đế lần này xem như triệt để mất mặt ném về tận nhà, thanh đế trên đỉnh sự tình bị truyền ra, giang giật nhục mạ thanh đế sự tình đã cải biên thành cố sự lặng yên tại trong tử quán lưu truyền. Giang giật cái tên này trở thành kiêng kỵ, không ai dám trước mặt mọi người nói, nhưng cái tên này nhất định nhớ kỹ tại tất cả mọi người trong lòng. Bởi vì hắn là duy nhất khiêu chiến hồng mông thế giới đệ nhất nhân, còn có thể một mực tiêu giao người sống. Địa giới cũng rất bình tĩnh, thiên giới cũng không có tới tìm y ra mạch ra kỳ ra phiền phức, cũng không có đi truy sát giang giật thân nhân cùng tộc nhân, cũng không phải là đao gia lòng giả khoáng đạt, mà là một người mở miệng. Trên thực tế, đao gia phái không ít cường giả tới địa giới, một số bí mật ẩn núp do xét giang giật phải chăng trở lại địa giới một chút thì nghĩ lặng yên vận dụng địa giới lực lượng muốn đem y ra kỳ ra mạch ra cho chém tận giết tuyệt, đem giang giật bước đi ra. Địa giới còn có một số phong vương cấp, tỷ như Bạch Hà Vương, Hoàng Sư Vương, Thị Huyết Vương. Những người này phi thường vui lòng bang đao ra làm việc, san bằng ba nhà, chém giết giang giật tộc nhân thân nhân. Đao ra rất thông minh, không có tự mình động thủ sợ làm cho địa giới vạn giới bất mãn. Bất quá liền tại bọn hắn khống chế một chút gia tộc chuẩn bị hành động lúc, kha lộng ảnh hạ giới, mang đến lân hậu ý chỉ. Lần hậu ý chỉ vô cùng đơn giản, ý tứ phi thường rõ ràng, địa giới trong vòng 10 năm không phải phát sinh bất luận cái gì chiến tranh, ai như khai chiến nàng đem tự mình triệu tập cường giả sắp mở chiến gia tộc xóa đi. Bạch ra các loại chờ gia tộc không dám động, đao gia cường giả cũng không dám động. Lần hậu ý chỉ mặc dù là nhằm vào địa giới, nhưng tầng sâu ý tứ hết sức rõ ràng, cảnh cáo đao gia không muốn tại địa giới làm loạn, nếu không nàng sẽ không cho bất kỳ mặt mũi gì bất quá lân hậu cho một cái thời gian quy định, 10 năm. Điều này nói rõ lân hậu chỉ bảo vệ địa giới 10 năm, giống như 10 năm sau giang giật lại không xuất hiện, đao ra liền có thể thứ không kiêng sợ động thủ. chương 1766, Đông Vực Loạn Chiến Mạc Vũ Bí Cảnh, Sổ ưng Cốc Sơn Cốc này là mạc vũ bí cảnh bên trong một cái phi thường thần kỳ địa phương, Sơn Cốc này thiên địa linh khí là toàn bộ mạc vũ bí cảnh bên trong nồng nặc nhất, bên trong còn có hai cái cấp cao nhất bí cảnh có thể vào nơi này tu luyện đối với toàn bộ mặc vũ tộc tộc nhân tới nói đều là chân quý dị thường, trừ phi có nghịch thiên thiên tư, một năm mới có mấy lần tư cách đi vào tu luyện. Giờ phút này sổ ưng cốc bên trong một cái tòa thành bên trong lại ở rất nhiều người, không chỉ tiểu ưng vương ở bên trong, giang tiểu nô cũng vào ở tới, doãn nhược băng y thiền tô như tuyết địch linh nhi bốn người một mực liền không có từng đi ra ngoài. Không chỉ có như thế tiền vạn quán, chiến vô song, vân phỉ, mạ yêu nhi, giang nghịch lưu, từ đồ nhất tiếu, tiểu hồ ly tiểu phỉ các loại chờ sở hữu phi thăng thiên tinh giới con dân đều tới. Lúc đầu tiền vạn quán chiến vô song bọn người bị mạch lăng thu bí mật rời đi, tiềm phục tại một cái bí cảnh bên trong, kia là mạch gia trụ sở bí mật. Nhưng lục ưng vương đột nhiên lên tiếng, để mạch lăng thu đem những này người đều đưa đi mặc vũ bí cảnh, tiến vào sổ ưng cốc. Lục ưng vương đối với giang giật không có bất kỳ cái gì hảo cảm, chỉ có đơn thuần có một tia thưởng thức, tại giang giật huyết tẩy thanh đế thành về sau, hắn thông báo địa giới về sau Giang Giật là địa giới đệ nhất nhân, hắn cam bái hạ phong. Đồng thời hắn đem Giang Tiểu Nô ký ức phong ấn giải trừ, hắn cho rằng Giang Giật có tư cách xứng với nữ nhi của hắn. Giang Tiểu Nô ký ức giải khai về sau, được biết sự tình đi qua, lập tức cố chấp muốn đi thiên giới tìm Giang Giật. Lục ưng vương tự nhiên không thể để cho Giang Tiểu Nô làm loạn, đem mặc vũ bí cảnh cho phong ấn. Giang Tiểu Nô lùi lại mà cầu việc khác, yêu cầu Lục ưng vương đem chiến vô song tiền vạn quán bọn người toàn bộ tiếp đến, Lục ưng vương bị huyên náo không còn cách nào khác chỉ có thể làm theo. Giang tiểu nô biết mình chiến lược quá thấp, đi thiên giới chỉ có thể chịu chết. Khi biết Giang giật sau khi mất tích, nội tâm của nàng giấy lên một tia hy vọng, nàng tin tưởng vững chắc Giang giật nhất định còn sống, tiềm phục tại nơi nào đó. Nàng ổn định tất cả mọi người, để tất cả mọi người vào ở sổ ưng cốc cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày chiến lược tiêu thăng, cùng đi thiên giới tìm kiếm Giang giật một đám người chiến lược tối cường chỉ có giang tiểu nô lại ngay cả phong vương cấp chiến lược đều không có đạt tới các nàng đều có tự mình hiểu lấy yên lặng tu luyện đem lo âu và tưởng niệm chôn giấu ở trong lòng các nàng tin tưởng vững chắc sớm muộn có một ngày các nàng sẽ cùng giang giật sẽ gặp mặt thời gian trôi qua nhanh chóng ba tháng trôi qua thiên yêu giới đông vực bên trong không ra giang giật ngoài ý liệu tại lắng lại ba tháng về sau rất nhiều chủng tộc rốt cục không chịu nổi tham lam cùng ghen ghét bắt đầu hành động Câu Trần Vương trở về về sau một mực thành thật, coi như mấy cái đại tộc tộc trưởng tới để hắn tổ chức liên quân tiến công Hoang Vu Chi địa hoặc là thuyết phục hắn nhất thống Đông Vực, hắn đều không có bất kỳ cái gì cử động, chỉ là cho thấy thái độ hắn không tranh bá, không nội chiến. đương nhiên ai cũng chớ chiêu chọc hắn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Câu Trần Vương bất động, còn lại chủng tộc tự nhiên không dám động. Vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, chết nhiều như vậy quân đội, Đông Vực cần ngắn ngủi nghỉ ngơi lấy lại sức cần ổn định thế cục, thế là có ba tháng này bình tĩnh. Sau ba tháng, câu Trần Vương vẫn là không nhúc nhích, bên này đại tộc tâm động. Bọn hắn không dám đi đoạt Long Cốc, nhưng quỷ sa tộc cùng Sơn tiêu tộc bên kia địa bàn nhiều lắm, bảo địa phúc địa bí cảnh nhiều lắm, để cho người đỏ mắt. Mấy cái đại tộc bí mật liên hợp thoáng cái, đầu tiên là phái cái tiểu tộc đi gây sự, kết quả bị quỷ sa tộc tiêu diệt mấy vạn quân đội. Bên này lập tức có lấy cớ xuất chiến, thế là oanh oanh liệt liệt loạn chiến bắt đầu. Mấy cái chủng tộc khẽ động, những cái kia đã sớm tùy thời mà động, chờ đợi máy hội chủng tộc nhau nhau xuất thủ, khóa chặt những cái kia tổn thất nặng nề đại tộc, trong lúc nhất thời khói lửa nổi lên bốn phía, khắp nơi đều là loạn chiến. Ba vị đại đế nhau nhau lại phái sứ giả tới, các nàng đã sớm liệu định đông vực hội loạn chiến. Nhưng ba vị đại đế không cách nào làm công khai liên quan đông vực nội chính, những chủng tộc kia như thế nào lại để ý tới các loại lấy cớ, các loại lá mặt lá trái, dù sao cuối cùng địa bàn cầm xuống, ba vị sứ giả không có khả năng để bọn hắn phun ra a à. một phen loạn chiến quỷ sa tộc sơn tiêu tộc địa bàn bị từng cái từng bước xâm chiếm cuối cùng liền bản tộc vương thành đều thủ không được bị ép toàn tộc thoát đi bọn hắn có thể chạy trốn tới đâu đây rời đi đông vực đi bên ngoài chỉ có thể biến thành ngoại tộc phụ thuộc bọn hắn chỉ có thể tiến đánh tiểu nhân chủng tộc tìm một khối địa bàn hy thân mà những cái kia chiếm cứ bọn hắn địa bàn mấy cái đại tộc chiếm cứ địa bàn về sau dã tâm biến lớn tiếp tục hướng phụ cận công kích nghĩ chiếm cứ càng nhiều địa bàn, liên hợp lại trở thành thế lực lớn nhất, xưng bá đông vực. Mặc dù câu trần tộc không có tham gia bọn hắn liên minh, nhưng bên này đại tộc tại lần trước đại chiến cũng không có bất kỳ tổn thất nào, chiến lực là tối cường. Đánh xuống quỷ sa lĩnh cùng sơn tiêu lĩnh về sau, có mấy cái đại tộc bành trướng, nghĩ nhất thống đông vực, coi như không đồng nhất thống, cũng muốn đánh xuống một mảng lớn sơn lĩnh, học nhân loại tổ kiến một cái đế quốc loại hình. Một bên cường thế, mặt khác hai bên yếu thế, rất tự nhiên kia hai bên yếu thế chủng tộc liên hợp lại một trận oanh oanh liệt liệt đại nội chiến bạo phát trận đại chiến này kéo dài toàn bộ hai tháng cuối cùng dùng thần nghe đại đế cũng chính là câu trần vương bên này đại tộc liên quân chiến bại kết thúc mặt khác hai bên liên quân mặc dù thắng nhưng cũng là thắng thảm đến giờ phút này câu trần vương lại vẫn không có xuất thủ tại lắng lại hơn một tháng sau các loại ma sát lại bắt đầu các loại quy mô nhỏ chiến dịch khắp nơi khai hỏa nguyên bản rất nhiều chủng tộc ở giữa liền có huyết hải thâm cừu chậm rãi đông vực lần nữa bị chiến hỏa quét sạch. Bất quá lần này chiến đấu cũng không có liên hợp, bởi vì rất nhiều chiến đấu chủng tộc là thuộc về một phương thế lực, đồng dạng hiệu chung một cái đại đế, cái này còn thế nào liên hợp. Ba vị đại đế sứ giả bôn tẩu khắp nơi, khắp nơi điều đình, đại đế sứ giả đến một lần song phương rất nhanh ngưng chiến, đại đế sứ giả vừa đi bên này đại chiến lại bắt đầu. Loạn chiến đánh một chút ngừng ngừng, luôn luôn không cách nào lắng lại, cuối cùng ba vị đại đế sứ giả mặc kệ, bọn hắn yêu chiến để bọn hắn chiến cái đủ. Các loại chờ sở hữu chủng tộc đại quân chết được không sai biệt lắm, bọn hắn tự nhiên sẽ dừng lại. Dù sao yêu tộc sinh sôi tốc độ nhanh, không cần thời gian 10 năm, các tộc con dân lại hội biến nhiều, chỉ là cường giả rất khó nhanh chóng đến đâu sinh ra thôi. Đông vực loạn thành dạng này, câu Trần Vương vẫn còn không có động thủ. Cái này khiến vô số chủng tộc cùng ba vị đại đế sứ giả đều phi thường nghi hoặc dùng các tộc quân lực, câu Trần Vương nếu là xuất binh nhẹ nhóm có thể quét ngang một mảnh. Mà lại câu Trần Vương lực hiệu triệu rất mạnh, rất nhiều chủng tộc đều sẽ thần phục, nhất thống đông vực cũng không phải là không có khả năng. Câu trần tộc trưởng lão đồng dạng không nghĩ ra, mấy chục cái trưởng lão đều tụ tập tại câu trần vương tòa thành bên ngoài, liên hợp cầu kiến. Nhưng mà bọn hắn dòng dã đứng ba ngày, câu trần vương mới hạ lệnh để chư vị trưởng lão đi vào. Nghĩ thông suốt không có, câu trần vương ngồi tại cao cao tại thượng vương tòa bên trên, híp mắt nhìn qua trong tộc trưởng lão bên trong, lạnh giọng nói ra, nếu như không có nghĩ rõ ràng, toàn bộ đi bên ngoài lại chạm ba ngày. Một đám trưởng lão lướt nhau, một vị trưởng lão cắn răng lại quỳ nói, tộc vương, như thế thời cơ, chính là lão thiên ban cho tộc ta. Giống như lần này không thể nhất thống đông vực, tộc ta đem rốt cuộc không có có cơ hội. Ngu xuẩn, câu trần vương nổi giận một ném chén rượu, thình lình đứng lên, giận mắng, đều tốt phết sẹo quên đau các người phải chăng đều quên thanh linh bộ hạ cũ, quên bạo long vương, hạn bạt vương, thiên bằng vương, còn có cái kia cửu đại nhân một đám ngớ ngẩn, bọn hắn vẫn ở chờ chúng ta xuất thủ, Chúng ta vừa ra chiến, cam đoan không cần 10 ngày bọn hắn đại quân liền sẽ đến Đông vực. Tự các ngươi chút người này còn muốn nhất thống Đông vực, Cửu đại nhân muốn đùa chết các ngươi, cùng bóp chết mấy cái kiến tộc không có khác nhau. Cửu đại nhân, một đám trưởng lão hoàn toàn tỉnh ngộ, toàn bộ hít một hơi lãnh khí, nhớ tới cái này thần bí Cửu đại nhân, Sở Hữu trưởng lão cảm giác phía sau hơi lạnh ứa ra, có loại cảm giác không rét mà run. Chương 1767, tự thực ác quả. Câu Trần Vương phi thường tinh tường cái kia cửu đại nhân một mực đang chờ hắn xuất binh, sở dĩ hắn liền là không xuất binh. Chỉ cần bọn hắn câu trần tộc một ngày còn duy trì quân lực, tùy thời liền có thể hiệu triệu đông vực phản tộc, cửu đại nhân cho dù có mọi loại mưu kế cũng không có chỗ khả thi. Đông vực mặc kệ lại loạn, chỉ cần câu trần vương bất động, liền không có bất kỳ chủng tộc nào dám công kích câu trần tộc, câu trần tộc quân lực có thể hoàn hảo bảo tồn. Mà lại rất nhiều bị đánh tàn chủng tộc, không chỗ có thể đi, chỉ có thể tìm nơi nương tựa câu trần tộc biến thành phụ thuộc, dạng này để câu trần tộc càng ngày càng cường đại. Câu trần vương biết rõ chỉ cần hắn khẽ động, xuất binh nghĩ nhất thống đông vực, giang giật sẽ lập tức phát động. Thừa dịp bọn hắn cùng vạn tộc đại chiến nhất cử đánh tan bọn hắn, đến lúc đó thanh linh bộ hạ cũ liền có thể quét ngang đông vực, trở thành đông vực chi vương. Hắn bất động, giang giật dám động, cục diện sẽ hoàn toàn khác biệt. Hắn liền có thể tùy thời hiệu triệu đông vực vạn tộc liên hợp lại, thanh linh bộ hạ quốc tiến vào đông vực sẽ bốn phía thụ địch, cuối cùng đại bại mà quay về, đến lúc đó câu Trần Vương chính là chân chính Đông Vực Phương. Câu Trần Vương phi thường có kiên nhẫn, bởi vì hắn chờ được, thanh linh bộ hạ cũng đợi không được. Hoang vu chi địa bên kia điều kiện quá kém, không có bất kỳ cái gì đồ ăn, chỉ có thể theo hoang vu trong biển thu hoạch chút ít đồ ăn, bọn hắn có thể kiên trì bao lâu. Một năm vẫn là hai năm những tộc trưởng kia cường giả có khả năng chịu được tịch mịch, thủ hạ bọn hắn tộc nhân có thể chịu được hàng năm đói khát cùng tranh lệch cảm giác. Phải biết bạo long tộc, Hạn bà tộc, thiên bằng tộc các loại chờ, rất nhiều đại tộc trước kia thế nhưng là có được rất nhiều tài nguyên cùng phúc địa, thời gian ngắn có thể tiếp thu được, nhưng thời gian dài tuyệt đối sẽ hoài niệm đông vực bên này phồn hoa và mỹ hảo. Giờ phút này đông vực loạn như vậy, câu Trần tộc rất nhiều trưởng lão đều thình thịch tâm động, Thanh Linh bộ hạ cũ bên kia không muốn giết trở về lần một lần hai có thể trấn áp, lâu dài dĩ vãng thật có thể trấn áp được toàn bộ tộc nhân về nhà chi tâm. Ha ha, chờ lấy đi, không được bao lâu chúng ta đem có thể trở thành chân chính đông vực chi chủ. Câu Trần Vương nghĩ tới đây, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, hắn rất nhanh sắc mặt biến lạnh, quát khẽ nói, truyền mệnh lệnh của ta, phong tỏa toàn tộc, bất kỳ cái gì quân đội tộc nhân dám ra ngoài làm loạn, giết chết bất luận tội. Rõ, toàn bộ trưởng lão đều hiểu câu Trần Vương chân chính dụng ý, lần này tâm duyệt thành phục đi xuống, liền chờ thanh linh bộ hạ cũ bên kia nhịn không được giết trở lại tới. Thanh linh bộ hạ cũ bên này thật có chút tiểu loạn, Đông vực bên kia loạn chiến đã dòng dã nửa năm, các tộc ở bên kia ẩn núp rất nhiều trinh sát, có thể đem đông vực tình báo trước tiên truyền về. Theo lần lượt chiến đấu phát sinh, theo vô số đại tộc bị đánh tàn, quân lực bị suy yếu, thậm chí bị diệt tộc. Thanh linh bộ hạ cũ bên này rất là phấn chấn, bởi vì hết thảy đều tại cửu đại nhân dự đoán bên trong, bọn hắn càng thêm tin chắc cửu đại nhân có thể mang theo bọn hắn giết trở về, cướp đoạt thuộc về bọn hắn địa bàn cùng vinh quang. Đáng tiếc, từng cái tin tức truyền vào cửu đại nhân tòa thành, lại như bùn chảy vào biển giang giật một lần đều cũng không có đi ra ly hương nhi trở thành hắn truyền lời ống hắn không có bất kỳ cái gì chỉ thị cho thấy hắn không muốn ra chiến để đại gia tiếp tục ở lại bạo long vương đối với giang giật chỉ thị không có bất kỳ cái gì hoài nghi trực tiếp bá đạo trấn áp các tộc bên trong bạo động để đại gia an tâm chớ vội giang giật nếu không đồng ý xuất chiến ai cũng không thể động bất quá ở phía sau tam phương thế lực đại chiến hai bên đều tổn thất nặng nề về sau lần này tựu liền hạn bạt vương ngồi không yên, không chịu nổi các tộc tộc trưởng thỉnh cầu, hắn tự mình đi giang giật phía ngoài cung điện cầu kiến. Giang giật không có gặp hắn, chỉ là để Ly Hương Nhi đưa tin ra thời cơ chưa tới, lúc nào thời cơ đã đến hắn tự nhiên sẽ xuất chiến, giống như cái nào chủng tộc làm loạn, tự tiện xuất chiến, giết chết bất luận tội. Cuối cùng bốn chữ mang theo Giang giật mãnh liệt quyết tâm, để hạn bạt vương nội tâm run lên. Giang giật lãnh huyết hắn được chứng kiến rất nhiều lần, tỉ như chịu chết kia mấy chục vạn đại quân, hắn mí mắt đều không nháy mắt nói chịu chết tự chịu chết nếu không muốn chịu chết hắn tự tay chém giết những này yêu tộc giang giật tại thanh linh bộ hạ quốc tuyệt đối quyền uy để các tộc đều trung thực giết chết bất luận tội bốn chữ đem các tộc tộc trưởng hù dọa bạo long vương hạn bạt vương cùng thiên bằng vương là tuyệt đối phục tùng giang giật mệnh lệnh giống như cái nào chủng tộc dám làm loạn ba vị này đoán chừng sẽ đích thân xuất thủ chém giết thời cơ hoàn toàn chính xác không tới câu trần vương xảo trá để giang giật không dám làm loạn câu Trần Vương có thể khám phá Giang Giật chiến lược. Giang Giật tùy ý tưởng tượng cũng có thể tin tưởng câu Trần Vương dụng ý. Giang Giật chỉ có thể chờ đợi, dù sao hắn không vội, cái này thanh linh bộ hạ cũ nếu không nghe hắn, hắn cũng lười quản, thích thế nào thì thế ấy. Hắn toàn tâm toàn lực tại tu luyện khiếu huyệt, hắn tốc độ tu luyện thật nhanh, chỉ cần hơn 2 ngày liền có thể tu luyện một cái khiếu huyệt. Hắn đã dòng giã tu luyện 65 khiếu huyệt, hai tay hai chân toàn bộ tu luyện hoàn tất. Sở dĩ đi tu luyện hai chân cân nhắc đến tốc độ, hắn tự tin hắn vận dụng huyền hoàng chi lực kích hoạt hai chân khiếu huyệt, bằng vào nhục thân tốc độ liền có thể so bạo long vương. Bạo long vương tốc độ cùng đao nộ hẳn là không sai biệt lắm, đao nộ thành danh nhiều năm, tốc độ thật nhanh. Giang giật lúc này mới tu luyện bao lâu thời gian tốc độ lại nhưng so sánh đao nộ, cái này truyền đi sợ là toàn bộ thiên giới đều muốn chấn động. Mới tu luyện 65 khiếu huyệt, còn có 43 cái, Giang giật có lòng tin tại toàn bộ khiếu huyệt tu luyện xong về sau, để sở hữu khiếu tiểu trận đi giao động nhân thể đại trận, đến lúc đó cường độ thân thể, tốc độ đem có thể lần nữa tăng lên, đến lúc đó nói không chừng đều có thể so đao nô. Phải biết đao nô thế nhưng là phong đế cấp phía dưới đệ nhất nhân. Đương nhiên giang giật chỉ là tốc độ cùng nhục thân nhưng so sánh đao nô, chiến lực khẳng định tranh lệch nhiều. Bất quá bất luận nói thế nào, giang giật phi thường khẳng định, chờ 108 khiếu huyệt tu luyện hoàn tất, hắn tổng hợp chiến lực nhưng so sánh ngụy đế cấp. Ngụy đế cấp chiến lực, đối với giang giật tình cảnh tới nói cũng không có quá lớn trợ giúp, thiên yêu giới ba cái đại đế vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm giết chết hắn. Hắn như ra phía ngoài đi, thanh đế bóp chết hắn cùng bóp chết một cái kiến tộc không có khác nhau, bất quá chỉ ít hắn cách về nhà con đường càng gần mấy phần. Xa xa xa, Ly Hương Nhi đi đến, nhìn thấy giang giật ánh mắt lộ ra một tia trưng cầu ý vị, nàng vội vàng báo cáo các tộc bị bạo long vương bọn hắn cho chân áp. Bất quá, chủ nhân, bên này đồ ăn càng ngày càng ít, mỗi lần đều cần triệu tập đại quân đi rất xa hải vực tốn hao mấy ngày mới có thể lộng cú đồ ăn, tiếp tục như vậy không phải biện pháp A. À. Đông vực bên kia giờ phút này loạn thành dạng này, sợ là các tộc hội kìm nén không được giết trở về. Chẳng lẽ đến lúc đó thật thiết huyết chấn áp, như vậy liên minh chúng ta sẽ ly tâm A. À. Hừ hừ, Giang giật lạnh lùng ngư một cái nói, quay lại ngươi truyền mệnh lệnh của ta, cái nào chủng tộc như không chịu nổi tịch mịch cùng nghèo khổ, có thể chính mình giết trở về. Bất quá đi về sau đừng có lại trở về, chủng tộc của bọn họ sẽ vĩnh viễn cùng chúng ta không còn là minh hiếu coi như bị đuổi giết đến hoang vu tri địa chết tại trước mắt của chúng ta ta cũng sẽ không để ý tới ừm ly hương nhi nhẹ gật đầu ôn nhu đi tới ngồi tại bên giường từ phía sau ôm lấy giang giật nhẹ giọng nói ra chủ nhân người đừng tức giận người giúp chúng ta đã đầy đủ nhiều giống như bọn hắn không biết tốt xấu liền để bọn hắn tự thực ác quả đi giang giật không nói gì thoải mái nhắm mắt lại hưởng thụ lấy phía sau kinh người xúc cảm Lý Hương Nhi đột nhiên duỗi ra một đầu cái lưỡi nhỏ thơm tho tại Giang Giật bên tai câu mấy lần, mang theo có chút tiếng thở dốc nói ra: Chủ nhân, chúng ta rất lâu không có song tu đấy. Hương Nhi gần nhất học được một chiêu dây đỏ. Chủ nhân có muốn thử một chút hay không? Không thử, không được. Giang Giật bị nâng lên tà hỏa, đưa tay đem Lý Hương Nhi xoay chuyển tới tại nàng bên trên đập mấy lần, cười nói: Đi tắm rửa đi. Đúng, dây đỏ là cái gì? Ngươi đoán. Lý Hương Nhi lộ ra một vòng sâu xa khó hiểu nụ cười lắc lắc nở nang bờ mông quay người rời đi. chương 1768, Nguyên tội, cứ việc có giang giật mệnh lệnh, bạo long vương hạn bạt vương thiên bằng vương cường lực chân áp, thanh linh các bộ vẫn là không thể tránh khỏi xuất hiện nội loạn. So sánh nhân tộc, yêu tộc càng thêm tự tư cùng tham lam, mà lại cho thấy chỗ. Làm thanh linh bộ hạ cố tao ngộ nguy hiểm diệt tộc lúc, bên này hội dị thường đoàn kết. Mà tại nguy hiểm giải trừ, an giật sau một thời gian ngắn, các tộc nội tâm dục vọng cùng tham lam bắt đầu che đẩy cặp mắt của bọn hắn. Hoang vu chi địa quá hoang vu, nơi này không có cái gì, thậm chí liền thanh thủy đều không có, chỉ có thể uống nước biển. Vừa mới bắt đầu miễn Cứng có thể bảo chứng thức ăn cần thiết, đến đằng sau liền đồ ăn cũng không thể bảo đảm. Rất nhiều cấp thấp yêu tộc đều không có hóa hình, sở dĩ linh trí cũng không cao, tại đói khát lay động dưới, những này yêu tộc đều lộ ra thú tính, bắt đầu tương hỗ tàn sát. Mặc dù loại cục diện này vừa phát hiện lập tức bị thiết huyết chân áp, cũng chưa từng xuất hiện đại quy mô loạn hiện. Nhưng cứ thế mãi sẽ có càng nhiều cấp thấp yêu tộc bắt đầu tương hỗ tàn sát, bắt đầu lẫn nhau nuốt minh hữu huyết nhục, đến lúc đó cục diện chắc chắn đã xảy ra là không thể ngăn cản. Sở dĩ mấy cái đại tộc tộc trưởng thương nghị một phen, bí mật liên hợp lại, chuẩn bị đi đông vực. Bọn hắn cũng không định xưng bá đông vực, chỉ là muốn đánh xuống một khối địa bàn, nhưng cho con dân đạt được nhất định đồ ăn, đồng thời cũng có thể vận chuyển một chút đồ ăn đến hoang vu chi địa, cứu tế bên này. Tại mấy cái tộc trưởng trong lòng, đông vực đều loạn thành dạng này, các tộc đoán trừng phi thường e ngại bên này đại quân tiến vào đông vực, đừng nói cùng bọn hắn khai chiến, có thể bọn hắn đại quân vừa đến đã hội rút lui trốn. Mấy cái này tộc trưởng cũng không có dã tâm lớn, chỉ là không đành lòng con dân của mình tươi sống chết đói, không đành lòng nhìn xem các tộc ở giữa tương hỗ tàn sát thôi. Mấy cái tộc trưởng tìm tới bạo long vương hạn bạt vương cùng thiên bằng vương, đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Bạo long vương nghe xong lập tức bạo nộ rồi, suýt chút nữa thì đem mấy cái tộc trưởng cho ném ra đi bất quá tại mấy cái tộc trưởng nói rõ trong đó lợi hại biểu lộ dụng ý của bọn hắn đồng thời đem các tộc phía dưới tình huống nói chuyện ba vị đại lão đều trầm mặc phía dưới tình huống bọn hắn lại làm sao không biết đâu thậm chí bọn hắn đều nghĩ triệu tập quân đội tiến vào đông vực cướp đoạt đồ ăn cùng tài nguyên đoạt xong liền trở lại bất quá cân nhắc đến giang giật thái độ bọn hắn một mực không dám làm loạn giờ phút này mấy cái tộc trưởng nói đến hợp tình hợp lý Giống như bọn hắn có thể đặt xuống một khối nhỏ địa bàn, đem có thể liên tục không ngừng vận chuyển đồ ăn cùng các loại tài nguyên tới, có thể thật to chậm lại bên này áp lực. Càng nghĩ, ba vị đại lão quyết định mang theo mấy cái tộc trưởng đi gặp mặt Giang Giật, đem tình huống nói rõ một chút, nhìn xem Giang Giật thái độ cùng ý nghĩ. Giang Giật không có gặp bọn họ, thậm chí Ly Hương Nhi truyền lời trở ra, một câu không có chuyển tới. Các vị đại lão trọn vẹn đứng bên ngoài 10 cái canh giờ, hắn vẫn là không có ra hắn chỉ là để ly hương nhi truyền một câu coi như các tộc cấp thấp con dân chết hết, cũng không thể đi đông vực. Giống như cái nào chủng tộc dám đi đông vực, về sau sẽ không còn thuộc về liên quân, bất kỳ cái gì sự tình cùng bên này đều không có quan hệ. Giống như bạo long vương bọn hắn không phục tùng mệnh lệnh của hắn, hắn có thể mang theo thần ly tộc rời đi, bên này sự tình hắn cũng không tiếp tục quản. Giang giật ngữ khí vẫn là bá đạo như vậy cùng kiên định, bạo long hạn bạt vương thiên bằng vương ba người hổ khu chấn động, sắc mặt đại biến. Cái này ba cái chủng tộc năm đó đều thâm thụ thanh linh đại ân, đối với thanh linh là tuyệt đối trung thành. Giang giật đại biểu thanh linh, nếu quả như thật đi thẳng một mạch, đây không phải là đại biểu thanh linh đại đế vứt bỏ bọn hắn đại biểu bọn hắn phản bội thanh linh đại đế. Mấy cái kia đại tộc tộc trưởng cũng sắc mặt đại biến, bất quá bọn hắn trong mắt không giống bạo long vương bọn hắn sợ hãi, mà là ẩn ẩn có chút tức giận. Bọn hắn những này chủng tộc đối với thanh linh trung thần độ, không có bạo long vương bọn hắn bên kia mãnh liệt, dù sao năm đó thanh linh đối bạo long tộc mấy cái đại tộc là tốt nhất, đem vô số phúc địa tài nguyên đều phân cho bạo long tộc bọn hắn, không phải thanh linh nâng đỡ, bạo long tộc hạn bà tộc thiên bằng tộc làm sao có thể như vậy cường đại. Sở dĩ giang giật như thế bá đạo, không để ý bọn hắn tộc quần con dân chết sống, khiến cái này đại tộc tộc trưởng thầm giận không thôi. Toàn bộ cấp thấp yêu tộc chết hết không có cấp thấp yêu tộc, tự không có hữu căn cơ, không cần đông vực bên kia đến công kích, không ngoài 10 năm bên này chủng tộc đều chính mình diệt tuyệt. Cửu đại nhân, đã như vậy, vậy chúng ta chỉ có thể thoát ly liên minh. Ngài không đồng ý đi đông vực, chính chúng ta giết trở về, cáo từ. Một cái đại tộc tộc trưởng lập tức thình lình đứng dậy, chắp tay liền muốn hướng phía dưới núi bay đi. Hạn bạt phương nổi giận, sát khí ngút trời, quát khẽ, dừng lại, cửu đại nhân không nói chuyện, người dám tự tiện rời đi. Để bọn hắn đi, một đạo không chứa bất kỳ gợn sóng tâm tình gì thanh âm theo trong cung điện truyền đến, giang giật cuối cùng mở miệng, đồng thời truyền lệnh cho các tộc tộc trưởng, ai muốn cùng cùng đi đông vực, lần này cùng đi đi, cũng có người bạn. Các ngươi đi đông vực, không cần phải để ý đến bên này, chính các ngươi đoạt địa bàn là được, bất quá ta khuyên các ngươi, đừng quá lòng tham, đoạt một khối địa bàn nhỏ có thể sống sót đã đủ. Giống như lòng tham, toàn bộ các ngươi đều sẽ vạn kiếp bất phục. Mặt khác, ngàn vạn cẩn thận câu Trần Vương, ách, giang giật trong khoảng thời gian này thành lập uy tín, để mấy cái kia đại tộc tộc trưởng nội tâm có chút bồn chồn nhưng mấy cái tộc trưởng nghĩ đến trong tộc cấp thấp yêu tộc, cuối cùng cắn răng quay người rời đi. Ai, bạo long vương cùng thiên bằng vương liếc nhau, hai người đều lộ ra một vòng nặng nề, trong bọn họ tâm đều có một loại chẳng lành báo hiệu, có lẽ những này trùng tộc sau khi rời đi, sẽ triệt để theo thiên yêu giới bên trong xóa đi. Yêu có chí riêng, không tốt miễn cưỡng, bạo long vương triệu tập sở hữu tộc đàn tộc trưởng, đem giang giật ý tứ truyền ra ngoài. Đồng thời cho thấy mấy cái kia tộc trưởng muốn đi đông vực, để sở hữu tộc trưởng chính mình quyết định. Muốn rời đi cùng rời đi, không muốn rời đi tiếp tục ở lại, nghe theo Giang giật mệnh lệnh. Bất quá bạo Long Vương ý tứ nói đến phi thường minh bạch, Giang giật nói rời đi sau đem lại không là minh hiểu, hắn cũng tuyệt đối sẽ không quản bọn họ chết sống. Thậm chí bọn hắn chết tại Giang giật trước mặt, cũng sẽ không nhìn một chút. Giang giật câu này phi thường tuyệt tình lời nói, để rất nhiều tộc trưởng nội tâm run lên, lúc đầu một chút tộc trưởng dự định đi đông vực, lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Bất quá vẫn là có một ít tộc trưởng cắn răng quyết định rời đi, không rời đi bọn hắn cấp thấp con dân muốn từng mảnh từng mảnh chết đi, đi đông vực chỉ ít có một tuyến hy vọng. May mắn trong lòng, tham lam, dục vọng, dã tâm thúc đẩy 38 cái chủng tộc rời đi, mang đi hơn 100 vạn quân đội còn có ngàn vạn cấp thấp yêu tộc. Trùng trùng điệp điệp đại quân, nương theo lấy từng bầy yêu tộc rời đi, bạo long vương bọn hắn mang theo vô số yêu tộc tự mình đưa tiến. Coi như từ đó về sau không còn là minh hiếu, nhưng đã từng là cùng một chỗ dục huyết phấn chiến chiến hiếu, bạo long vương vẫn là chân thành hy vọng bọn hắn có thể đủ tốt cũng may đông vực sống sót. Trăm vạn đại quân đối với đông vực tới nói, đã coi như là một cỗ phi thường lực lượng cường đại. Cái này trăm vạn đại quân sát khí như hồng, thoáng cái tựu sát nhập vào thiên bằng lính, diệt sát mấy chục vạn đại quân, nhẹ nhõm chiếm cứ thiên bằng lính, đem các tộc con dân cho dàn xếp lại. Vượt quá bạo long vương thiên bằng vương các tộc trưởng ngoài ý liệu, đông vực lại không có liên hợp lại công kích kia 38 cái chủng tộc. Ngược lại khống chế thiên bằng lính phụ cận sơn lĩnh chủng tộc từng mảnh từng mảnh thoát đi, tựa hồ e ngại bên này đại quân công kích. 38 cái chủng tộc tại trải qua ngắn ngủi chỉnh đốn cùng dò xét về sau, xác định đông vực các tộc cũng không có bất kỳ cái gì cử động, giã tâm thoáng cái căng vọt, rất mau ra binh hướng bên cạnh sơn lĩnh khuếch trương mà đi. Giang giật tại thu được bọn hắn xuất binh tình báo về sau, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, nặng nề thở dài, lòng tham không đáy, tham lam cùng dục vọng quả nhiên là nguyên tội, cái này trăm vạn quân đội cùng ngàn vạn yêu tộc. Xong, chương 1769, vô tình nếu có tình. Cái này trăm vạn đại quân cùng ngàn vạn yêu tộc quả nhiên xong. Thiên bằng lĩnh phụ cận trùng tộc sửa dĩ tất cả trốn đi, là bởi vì bọn hắn nhận được câu Trần Vương mệnh lệnh, câu Trần Vương cam đoan những này lãnh địa sẽ giúp bọn hắn cướp về, để bọn hắn trước rút lui. 38 cái chủng tộc tới trăm vạn đại quân, mà lại đây là thanh linh bộ hạ cũ quân đội, phụ cận trùng tộc hoàn toàn chính xác sợ, lập tức dẫn đầu tộc đàn rút lui, đem địa bàn chắp tay nhường cho không cần tốn nhiều sức, 38 cái chủng tộc chiếm cứ hơn 10 sơn lĩnh. Giống như bọn hắn như vậy thỏa mãn, còn sẽ không bại vong đến nhanh như vậy, 10 cái sơn lĩnh mỗi cái tộc đàn một cái đều phân không đủ. Tại lặp đi lặp lại dò xét, xác định đông vực các tộc không có liên hợp còn tại nội chiến về sau, 38 cái chủng tộc lần nữa xuất binh bắt đầu khuyết trương. Kết quả, thuận lợi ngoài ý liệu, đại quân những nơi đi qua, sở hữu chủng tộc nghe ngóng rồi chuồn, một kích tự bại, đại quân nhẹ nhóm lần nữa chiếm cứ mấy chục cái sơn lĩnh lần này đã xảy ra là không thể ngăn cản, coi như mấy cái đại tộc tộc trưởng có chút hoài nghi, những cái kia tiểu tộc tộc trưởng cũng giết đỏ cả mắt, tiếp tục hướng phụ cận khuếch trương, thoáng cái tựu đặt xuống trên trăm cái sơn lính. Nhiều như vậy sơn lính, lớn như vậy địa bàn, trăm vạn đại quân nhìn rất nhiều, nhưng ở địa bàn biến lớn sau thoáng cái tựu phân tán, muốn phòng ngự địa phương cũng nhiều, bên này mấy vạn, bên kia mười mấy vạn, dạng này phân xuống tới, mỗi một cái địa phương quân đội tối đa cũng không có vượt qua hai mươi vạn. Đúng lúc này, một cái thần bí đại quân đột nhiên đột kích, nhẹ nhóm phá một bên phòng ngự, sát nhập vào bọn hắn chiếm lĩnh địa bàn nội địa, bắt đầu huyết tẩy 38 cái chủng tộc con dân. Nhánh đại quân này nhân số không nhiều, chỉ có 10 vạn, bất quá là tinh nhuệ nhất bộ đội, dẫn đội là một cái ngụy đế cấp cường giả, câu trần tộc đại trưởng lão. Tại toàn bộ tộc đàn quá sợ hãi, nhao nhao hồi viên lúc, bốn phương tám hướng vô số quân đội vào tới, đem bọn hắn các nhánh quân đội cuốn lấy. Các tộc con dân đang bị đồ sát, những này quân đội lại thế nào có tâm tư kịch chiến quân tâm một khi bất ổn, chờ đợi bọn hắn chính là tan tác. Chính như năm đó bọn hắn phục kích đông vực liên quân, quân đội một khi tan tác, chờ đợi bọn hắn kết cục chính là bị vô tình cưỡng chế nộp của phi pháp cùng đồ sát. Các loại chờ rất nhiều quân sĩ chật vật trốn về các tộc lãnh địa lúc, phát hiện chính là đầy khắp núi đồi thi thể, kia ngàn vạn con dân đã toàn bộ bị tàn sát, tiên huyết nhuộm đỏ từng mảnh từng mảnh đại địa, thi thể mùi hôi thối để vô số quân sĩ buồn nôn, để bọn hắn quỳ trên mặt đất nghẹn ngào khóc giống. Trốn, mau trốn, một cái đại tộc tộc trưởng nghiêm nghị đại hống, tập kết tàn binh bại tướng bắt đầu chạy trốn. Câu trần tộc kia 10 vạn đại quân như như ma quỷ xuất hiện, đem bọn hắn thật vất vả tụ họp lại quân trận thoáng cái tách ra, câu trần tộc đại quân bắt đầu vô tình đổ sát bọn hắn. Tan tác biến thành tan tác, tất cả sống sót quân sĩ bắt đầu điên trốn, không còn có một tia chiến ý. Bọn hắn chạy trốn một trận, rất nhanh nghĩ đến một vấn đề, bọn hắn muốn chạy trốn đi cái nào bọn hắn có thể bỏ chạy cái nào. Cửu đại nhân nói đến rất rõ ràng, bọn hắn rời đi một khắc này sẽ không còn là minh hiếu, coi như bọn hắn chết ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không nhìn một chút. Khi đó nghe lên câu nói này vô cùng vô tình, vô cùng lãnh huyết, vô cùng chói tai. Giờ phút này những cái kia chạy tán loạn tộc trưởng cùng quân sĩ mới phát hiện, những lời này là chân ái. Cửu đại nhân ý đồ dùng vô tình nhất lời nói, bỏ đi bọn hắn trở về quyết tâm, lại không nghĩ rằng bọn hắn vẫn là cố chấp trở về, giờ phút này rốt cuộc tự thực ác quả. Trở về, hồi trở lại cửu đại nhân bên người, chỉ có hắn mới có thể cứu chúng ta. Coi như hắn không cứu chúng ta, chúng ta cũng muốn chết tại hoang vu chi địa, hướng hắn sám hối, cảnh cáo các tộc. Một cái đại tộc tộc trưởng khàn giọng giống to, sở hữu chạy trốn quân sĩ đôi mắt sáng lên, tựa hồ tìm được phương hướng cùng hy vọng, bắt đầu điên cuồng hướng hoang vu chi địa bỏ chạy. Câu trần tộc đại quân tiếp tục đuổi giết, đuổi tới thiên bằng lĩnh, lại giết vào hoang vu chi địa. Đến giờ phút này trăm vạn đại quân còn lại vẻn vẹn chỉ có hơn 10 vạn, đoán chừng không được bao lâu cái này hơn 10 vạn quân đội cũng sẽ chôn xương tại hoang vu chi địa. Trốn, mau trốn, chúng ta đã đến hoang vu chi địa. Nhanh, 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 trốn a à, vô số bạo tiếng giống liên tiếp vang lên, nương theo lấy bạo tiếng giống còn có không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, cùng phía sau tiếng nổ. Nơi xa lít nha lít nhít đại quân từ phía trên bên cạnh bay vụt mà đến, Tựa như là lấy mạng tử thần, mỗi một hơi thở thời gian đều có vô số quân sĩ chết đi, nhiều nhất mấy canh giờ về sau, cái này mười mấy vạn quân đội sẽ triệt để từ nơi này thế giới biến mất. Phía trước là một tòa cự đại sơn phong, phòng qua ngọn núi này, hướng phía trước tàu tẩu 500 vạn lý liền là ác ma thâm uyên, bất quá xem ra đại quân là không cách nào chạy trốn tới ác ma thâm uyên. Leng keng, ngay tại đại quân chạy trốn tới dưới ngọn núi lúc, một đạo tiếng đàn đột nhiên vang lên. Tiếng đàn phi thường du dương, phi thường dễ nghe tựa như có một loại đặc thù ma lực, để chạy trốn quân đội toàn bộ đều ngừng lại. Thanh âm đến từ đỉnh núi, tại thanh âm vang lên về sau, trên đỉnh núi trống rỗng xuất hiện một người, người kia một bộ bạch bào, nhắm mắt lại, biểu lộ rất là say mê, tựa hồ yên lặng tại mỹ diệu âm nhạc bên trong. Nơi xa mấy vạn trượng bên ngoài truy sát đại quân rất nhanh đình chỉ công kích, toàn bộ thần thức đều khóa chặt đỉnh núi người áo bào trắng này, khóa chặt cái kia đem cổ cầm. Bịch, một đạo nặng nề quỳ xuống đất tiếng vang lên một cái đại tộc tộc trưởng lệ rơi đầy mặt quỳ dạp xuống đất, nói cái gì cũng không nói, cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất, cũng không kể truy binh phía sau. Bịch, bịch, vô số quỳ xuống đất tiếng vang lên, kia hơn 10 vạn quân đội thế mà đều mặc kệ truy binh phía sau, toàn bộ quỳ xuống nằm dạp trên mặt đất, trong mắt đều là nước mắt, trên mặt đều là tự trách, xấu hổ cùng thống khổ, cùng. Kích động, cửu đại nhân, câu trần tộc đại trưởng lão ánh mắt lãnh nhược vạn năm hàn băng, vô số câu trần tộc trưởng lão cường giả sắc mặt ngưng trọng, như lâm đại địch, còn như những cái kia cấp thấp quân sĩ trong mắt đồng phục đều là e ngại cùng hận ý. Không người dám động, cứ việc rất nhiều thần thức tại phụ cận đảo qua, không có dò xét đến bất kỳ mai phục quân đội, nhưng ở câu trần tộc đại trưởng lão cùng một đám cường giả trong lòng, cái này cửu đại nhân một người liền có thể so trăm vạn đại quân, thậm chí so trăm vạn đại quân càng thêm đáng sợ, đỉnh núi cao một người độc tấu, dưới núi cao mười mấy vạn đại quân quỳ lại, mấy vạn trưởng bên ngoài mười vạn đại quân trầm mặc đứng thẳng, sát khí hoàn toàn không có. Quỷ dị như vậy hình tượng lần nữa trình diễn, đoán chừng việc này truyền đi thiên yêu giới còn lại vực giới không ai dám tin tưởng. Giang giật cũng không nói chuyện, không có bất kỳ cái gì cử động, chỉ là nhắm mắt say mê đàn tấu, phía dưới quỷ lại đại quân không có người nào dám động, nơi xa kia 10 vạn đại quân không có phát ra cái gì công kích. Một khúc lạc thôi, Giang giật hai tay khẽ vuốt tại dây đàn phía trên, ánh mắt của hắn rốt cục mở ra, ánh mắt của hắn vô cùng thâm thúy, xuyên qua mấy vạn trưởng hư không, khóa chặt câu trần tộc đại trưởng lão, hắn nhẹ nhàng nói một câu nói, vang vọng tại sở hữu yêu tộc trong tai, các ngươi trở về đi, nói cho câu Trần Vương, nửa năm sau ta định ra binh, cùng hắn quyết nhất tử chiến. Rút lui, câu Trần Vương đại trưởng lão Trần chờ một lát, vung tay lên, câu Trần tộc đại quân chỉnh tề triệt thoái phía sau, hóa thành từng đạo thép thiết hồng lưu biến mất ở phương xa. Một câu, vẫy lui 10 vạn đại quân, Giang giật cũng không có nửa điểm cảm giác thành tựu, ánh mắt của hắn ở phía dưới quỳ lại tàn binh bại tướng trên mặt đảo qua, thu hồi cổ cầm nhẹ lướt đi, đừng quỳ ta, phải quỳ đối các ngươi chết đi ngàn vạn con dân đi quỳ đi. Mười mấy vạn tàn binh bại tướng, ôm đầu khóc giống, khóc không thành tiếng. chương 1770, Lộc Hương Thảo, Giang giật một mực không phải thật sự lãnh huyết vô tình người, hắn lúc trước nói ra như thế tuyệt tình, đích thật là không muốn những này chủng tộc trở về, không muốn bọn hắn đi chịu chết. Nhưng đã bọn hắn quyết định muốn đi, Giang giật cũng ngăn không được. Tâm đều không ở nơi này, lưu bọn hắn lại chỉ có thể chuyện xấu sở dĩ giang giật chỉ có thả bọn họ đi, đồng thời trịnh trọng bàn giao để bọn hắn không muốn lòng tham, chỉ là bọn hắn không nghe. Tại bọn hắn khuếch trương thời điểm, giang giật tự kết luận bọn hắn thua không nghi ngờ. Cuối cùng giang giật vẫn là không có nhẫn tâm, quyết định giúp bọn hắn một chút. Đương nhiên, giúp muốn nhìn giúp thế nào, hắn không có khả năng mang theo đại quân tới nghĩ cách cứu viện, mà lại việc này hắn không để cho bạo long vương bọn người được biết, như thế chính là mình đánh mặt mình hắn nhưng là nói qua coi như tất cả mọi người chết ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không nhìn một chút. Hắn là toàn quân thống soái nhất ngôn cửu đỉnh, không thể thất tín, nếu không lần sau còn sẽ có chủng tộc giết trở lại đông vực, đến lúc đó đều mang may mắn tâm lý. Dù sao coi như chiến bại bị đuổi giết, cửu đại nhân cũng sẽ không mặc kệ bọn hắn. Giang giật lặng lẽ tới, nhẹ lướt đi, căn bản không có mang cái này mười mấy vạn quân đội trở về ý tứ. Kia mười mấy vạn đại quân cũng không mặt mũi trở về, bọn hắn cấp thấp con dân toàn bộ bị tàn sát, trăm vạn đại quân chỉ còn lại mười mấy vạn, bọn hắn trở về sẽ chỉ bị sở hữu chủng tộc chế diễu, chỉ trích trọng yếu nhất chính là giang giật không để cho bọn hắn trở về. Đi, mấy cái đại tộc tộc trưởng thương nghị một phen, cắn răng mang theo mười mấy vạn đại quân đi hoang vu chi địa mặt phía bắc. Bên kia cũng tới gần hải vực, có thể thu được một chút đồ ăn. Đông vực không thể đi, giang giật bên kia không mặt mũi trở về, bọn hắn chỉ có tìm địa phương ẩn núp. Giang giật nói, nửa năm sau hắn hội xuất lính đại quân giết vào đông vực, đến lúc đó chắc chắn có một hồi đại chiến kinh thiên. Mấy cái đại tộc tộc trưởng chuẩn bị liều chết đi theo giang giật một trận chiến, vì mình tộc nhân báo thù cũng coi là hướng giang giật sám hối. Giang giật đi ra một chuyến, mặc dù một mực là tiềm hành, nhưng bạo long vương hạn bạt vương thiên bằng vương vẫn là dò xét đến, giang giật sau khi trở về không nói gì, tiếp tục bế quan. Không có qua quá lâu trinh sát đưa tin trở về, khi biết Giang giật lẻ loi một mình dọa lùi câu trần tộc một cái ngụy đế cấp cùng 10 vạn đại quân, cứu được kia mười mấy vạn đại quân về sau, bạo Long Vương bọn người mặt mũi tràn đầy thổn thức, đối với Giang giật xem như hoàn toàn phục. Lòng người là nhục trường, yêu tộc cũng hữu tâm, cũng có tình cảm. Giang giật đây là vô tư đối tốt với bọn họ, chính mình không có nửa điểm ý đồ, Giang giật chưa từng quản quân chính đại sự, đem liên quân tất cả mọi chuyện ném cho bạo Long Vương, có thể thấy được hắn đối với quyền lợi cũng không có giá tâm, đơn thuần là vì trợ giúp bọn hắn. Giang giật đối câu Trần Quân nói câu nói kia truyền trở về, Bạo Long Vương bọn người rất là phấn chấn, Giang giật cứu kia mười mấy vạn đại quân sự tình cũng lặng yên lưu truyền mở ra. Bất quá Giang giật cuối cùng không có đem kia mười mấy vạn quân đội mang về, còn có kia ngàn vạn yêu tộc chết thảm, để các tộc Âu sầu trong lòng, càng thêm không dám chất vấn vi phạm Giang giật bất kỳ quyết định gì. Nửa năm sau xuất binh, Giang giật rốt cuộc quyết định xuất chiến, toàn bộ chủng tộc đều kích động lên. Thời gian nửa năm mặc dù rất dài, nhưng chịu một triệu vẫn có thể đi qua. Giang giật chưa từng đánh không có chuẩn bị chiến, đã hắn quyết định xuất binh, vậy khẳng định có niềm tin tuyệt đối, đến lúc đó bọn hắn đem có thể áo gấm về quê, xưng bá đông vực. Chủ nhân, nửa năm sau thật muốn giết trở về sao? Tòa thành bên trong, ly hương Nhi ôn nhu giúp Giang giật xoa chân, nhìn qua nhắm mắt trầm tư, song nghi nhíu chặt Giang giật nhịn không được hỏi. Ngoại nhân có lẽ không hiểu rõ, nàng cùng Giang giật ở chung được lâu như vậy, biết rõ lần này hắn khẳng định không có niềm tin tuyệt đối, nếu không lông mày không đến mức nhăn chặt như vậy. Không có cách nào, Giang giật khẽ thở một hơi nói, bên này nhiều nhất lại chống đỡ nửa năm, đồ ăn quá thiếu, chúng ta bất động câu Trần Vương xem bộ dáng là tuyệt đối sẽ không động. Mà lại, xem lần này câu Trần Quân xuất binh cùng chiến thuật, ta cảm giác câu Trần Vương bên kia tới một cái cao nhân, một cái mưu lược chiến thuật kẻ địch hết sức khủng bố, nếu như chúng ta tiếp tục mang xuống, cuối cùng sẽ toàn bộ diệt việt. Cao nhân Ly Hương Nhi không hiểu, nháy nháy mắt hỏi, bên kia không phải tính câu Trần Vương lợi hại nhất sao làm sao còn có thể có cao nhân lần chiến đấu này chẳng lẽ không phải câu Trần Vương chỉ huy sao? Tuyệt đối không phải, Giang Giật Phi Thường khẳng định nói ra, câu Trần Vương bị ta dọa mấy lần, trở nên Phi Thường bảo thủ. Lần này tại không có xác định ta không có tham chiến tình huống dưới, hắn làm sao có thể mạo muội xuất binh mà lại trở ra làm như vậy giòn quả quyết, lúc trước địa bàn làm cho sảng khoái như vậy các loại nắm giữ thời cơ đến như vậy tinh chuẩn, cuối cùng câu trần tộc đại trưởng lão lui quá quả quyết. Giống như câu trần vương có như thế mưu lược, trước đó chúng ta đại di rời cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Chủ nhân nói có đạo lý, ly hương nhi sắc mặt nghiêm túc, nghĩ một lát nói ra, chẳng lẽ là thiên phượng đại đế bên kia, phái một cái cao nhân tới chủ trì đại cục. Không biết, giang giật vuốt vuốt mặt, không biết địch nhân mới là đáng sợ nhất. Giống như không phải lần này đại chiến đủ loại dấu vết để lại, hắn cũng còn không biết cái này cao nhân tồn tại, người này hẳn không phải là đông vực, cũng không biết là thiên phượng đại đế vẫn là còn lại hai cái đại đế sứ giả. Giống như chỉ là một cái câu trần vương, giang giật thật đúng là không có để vào mắt. Trước đó một mực không nhúc nhích liền là không muốn bên này tử thương quá thảm trọng, dẫn đến xuất hiện quá nhiều biến số. Hắn nhưng lại không thể không động, đối phương có cao nhân, đối phương hao tổn nổi, bọn hắn bên này hao không nổi a à, tiếp tục kéo dài không cần quá lâu, bên này tựu không chiến tự tan. Mặc kệ, trước chiến lại nói, giang giật ánh mắt lộ ra một vòng kiên định, thế cục đã cấp bách, hắn tranh thủ trong vòng nửa năm đem sở hữu khiếu huyệt tu luyện thành công, đến lúc đó tự xuất lĩnh đại quân giết trở lại đông vực. Còn cuối cùng kết cục như thế nào, cũng chỉ có thể xem lão thiên gia, hắn một mực đem hết toàn lực, không thẹn với lương tâm đã đủ. Ly Hương Nhi, ánh mắt của hắn nhìn về phía Ly Hương Nhi hỏi, người đi hỏi một chút bạo long vương bọn hắn, nhưng còn có linh hồn bổ dưỡng linh dược giúp ta đi làm điểm cực phẩm linh dược, linh hồn của ta vẫn là quá yếu. Mặc dù không ngừng tại nuốt linh hồn bổ dưỡng linh dược, thỉnh thoảng cùng Ly Hương Nhi song tu tăng trưởng linh hồn, nhưng Giang giật cảm giác vẫn là tăng trưởng quá chậm. Linh hồn đạt đến hắn tình trạng này, muốn nhanh chóng tăng trưởng, chỉ có tìm kiếm thiên tài địa bảo, nếu không chỉ có thể dựa vào thời gian rất dài chậm rãi tăng trưởng. Khiếu huyệt tu luyện thành công về sau, hắn nhục thân lực phòng ngự sẽ phi thường kinh khủng, giống như linh hồn cường độ cũng có thể đạt tới nhất định tình trạng, bình thường ngụy đế cấp căn bản giết không chết hắn, lần này đại chiến bất luận thắng thua, chỉ ít hắn có thể tự vệ. Ly Hương Nhi gật đầu lui ra, không quấy dày giang giật tu luyện. Nàng tìm tới bạo long vương hạn bạt vương thiên bằng vương hỏi thăm, thần ly tộc mặc dù có một ít linh dược, nhưng cấp bậc quá thấp. Linh hồn bổ dưỡng linh dược, ba vị đại lão lướt nhau, thứ này trước kia còn là có. Vấn đề là trong khoảng thời gian này các tộc cường giả tử thương quá nhiều, bọn hắn không ngừng tại bồi dưỡng trong tộc hậu bối, tất cả sống sót gần như đều sử dụng hết, không bao giờ đi cái nào tìm linh dược. Đúng rồi, thiên bằng vương đột nhiên nhớ tới cái gì, đôi mắt sáng lên nói ra, lần trước tại ác ma thâm huyên đại chiến lúc, ta nghe được dưới vách đá dựng đứng có lộc hương thảo khí tức, bất quá khi đó tại đại chiến, lại là tại ác ma thâm huyên, ta liền không có để ý. Lộc hương thảo đồ tốt, bạo long vương đôi mắt nhất chuyển, quát khẽ nói, hai người các người ở nhà tỏa chấn, ta tự mình đi đem lộc hương thảo cho cửu đại nhân thu hồi lại. Ách, hạn bạt vương cùng thiên bằng vương liếc nhau, ly hương nhi khẩn trương nói ra, bạo long vương, ngài cỡ nào thân phận sao có thể đi mạo hiểm vẫn là phái binh đi lấy đi. Không được, bạo long vương phi thường khẳng định nói ra, ác ma thâm uyên là địa phương nào tộc nhân khẽ dựa gần vực sâu tuyệt đối có đi không về, việc này chỉ có ta tự mình đi mới có một chút chắc chắn. Ta và ngươi cùng đi, thiên bằng vương nghĩ nghĩ nói ra, chỉ ít có cái chiếu ứng, có cửu đại nhân cùng hạn bạt vương tỏa chấn, sẽ không xảy ra chuyện. Bạo long vương cùng thiên bằng vương cố chấp rời đi, ly hương nhi không cách nào ngăn cản chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hai vị đại lão có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì a à. chương 1771, sinh mệnh hấp hối. Muốn cái gì tới cái đó. Một ngày về sau, thiên bằng vương cấp tốc bay trở về, mặt mũi tràn đầy cấp bách, hắn coi thường bắn ra hạn bạt vương, bằng nhanh nhất tốc độ hướng giang giật bên kia bay đi. ầm um, đến giang giật phía ngoài cung điện, thiên bằng vương đánh ra một cái đại thủ trường. Cung điện cấm chế lấp lánh không ngớt, ly hương nhi thân thể vọt ra, nhìn lướt qua hơi biến sắc mặt ngưng âm thanh hỏi, đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Thiên bằng vương chưa hề nói sự tình, chỉ là hỏi, cửu đại nhân có thể bế quan. Vào nói, giang giật thanh âm bay ra, thiên bằng vương cùng đằng sau theo tới hạn bạt vương vội vàng bay vụt mà vào, hai người phóng đi giang giật tu luyện tiểu thiền điện bên trong, thiên bằng vương lập tức bẩm báo nói, cửu đại nhân, xảy ra chuyện, bạo long vương sinh mệnh hấp hối, ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp mau cứu hắn đi. Dẫn đường, Giang giật tình huống như thế nào đều không có hỏi, hướng ra phía ngoài bay đi. Bạo Long Vương đối với liên quân phi thường trọng yếu, tuyệt đối không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì. Đã thiên bằng Vương nói mệnh tại hấp hối, cái kia chính là không chết, tình huống như thế nào có thể trên đường nói, mỗi một hơi thở thời gian đối với tại cứu người tới nói đều là vô cùng trọng yếu. Ly Hương Nhi cùng hạn bạt Vương muốn theo đi, Giang giật phung tay lên để cho hai người dừng lại, hắn đi theo thiên bằng Vương bằng nhanh nhất tốc độ hướng ác ma thâm huyên phương hướng bay đi. Ác ma thâm uyên, Ly Hương Nhi cùng hạn bạt vương nhìn qua hai người biến mất phương hướng đều đoán được một ít chuyện, rất rõ ràng bạo long vương tại ác ma thâm uyên nơi đó xảy ra chuyện, cái chỗ kia thế nhưng là đông vực đệ nhất tuyệt địa A. À. Đại đế phù hộ chúng ta, chủ nhân cùng bạo long vương có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì A. À. Ly Hương Nhi yên lặng cầu nguyện, bạo long vương xảy ra chuyện đối với liên quân chính là lớn vô cùng tổn thất, mà giang giật nếu là xảy ra chuyện, vậy sẽ là có tính chất hủy diệt. Ác ma thâm uyên, Giang giật một đường bằng nhanh nhất tốc độ bay đi, một đường nghe thiên bằng giảng tố, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Bạo Long Vương cùng thiên bằng vương vì giúp hắn đi làm lộc hương thảo, không tiếc hạ ác ma thâm uyên. Kết quả Bạo Long Vương xuống dưới 10 vạn trượng khoảng cách, thân thể đột nhiên mất khống chế hướng phía dưới rơi xuống, mà lại trực tiếp hôn mê đi. Giống như không phải một khắc cuối cùng hắn dùng một cái móng vuốt cắm vào trong vách đá cố định thân thể, đoán chừng giờ phút này đều rơi vào xuống dưới tan xương nát thịt. Thất khống hôn mê, giang giật nhớ tới đứng tại ác ma thâm uyên loại kia nội tâm không hiểu rung động có chút không rét mà run chỗ kia quá quỷ dị phổ thông yêu tộc tiến vào chưa bao giờ sống sót mà đi ra ngoài coi như bốn vị đại đế cũng không dám xâm nhập vẻn vẹn hạ mười vạn mấy trượng khoảng cách tự bị ép trở về thiên bằng vương nhìn thấy bạo long vương đột nhiên hôn mê hắn không dám làm loạn trước tiên trở về tìm giang giật giang giật trong lòng hắn kia là nhưng so sánh thần linh tồn tại mà lại theo Ly Hương Nhi nói Giang Giật là theo ác ma thâm uyên bên trong đi ra. Bất quá Giang Giật đằng sau thế mà bắt đầu lặp đi lặp lại hỏi thăm liên quan tới ác ma thâm uyên tình huống, cái này khiến Thiên Bằng Vương rất là nghi hoặc, hắn không chịu nổi dò hỏi, cửu đại nhân, người đối ác ma thâm uyên hoàn toàn không hiểu sao không phải nói ngài đến từ vực sâu sao. Không phải, Giang Giật không có giải thích quá nhiều, não hải nhanh chóng vận chuyển, Thiên Bằng Vương đối với ác ma thâm uyên tư liệu gần như hoàn toàn không có, thậm chí toàn bộ đông vực đối với ác ma thâm nguyên hiểu rõ cũng không nhiều, đoán chừng chỉ có bốn cái đại đế hiểu rõ một chút. Hỏi không ra cái gì, Giang giật không nói thêm gì nữa, huyền hoàng chi lực quán chú hai chân, tốc độ đột nhiên tiêu thăng. Như thế thời khắc hắn không thể giấu giếm nữa thực lực, sớm một chút đi, bạo long vương có thể cứu tỷ lệ sẽ càng hơn hơn phân. a à, thiên bằng vương khẽ giật mình, đầy mắt khiếp sợ nhìn qua hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở phương xa thân ảnh. Giang giật tốc độ đột nhiên tăng lên ít nhất gấp 10, đoán chừng so bạo Long Vương đều muốn nhanh hơn một chút, đều miễn cưỡng có thể cùng hắn sánh vai, phải biết thiên bằng tộc thế nhưng là dùng tốc độ tăng trưởng A. Giang giật chỉ có phong vương cấp cảnh giới, điểm ấy là hắn cùng bạo Long Vương hạn bạt vương thương nghị thật lâu mới khẳng định sự thật. Nhưng mà trước đó Giang giật bằng vào cánh tay chặn quỷ sa vương một kích, tốc độ lại đột nhiên nâng lên mức kinh khủng như thế, cái này khiến thiên bằng vương phi thường kinh nghi, Giang giật đến cùng là cái gì đặc thù chủng tộc, cảnh giới gì. Còn không mau đi, Giang giật thanh âm lạnh lùng từ đằng xa truyền đến, thiên bằng vương giật mình tỉnh lại, phía sau đột nhiên xuất hiện một đôi cánh, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía trước mới bay đi. Hao tốn gần nửa ngày thời gian, hai người đã tới ác ma thâm uyên phụ cận. Giang giật đứng tại vực sâu bên cạnh, ánh mắt lực hướng phía dưới nhìn lại, tại hồng quang chiếu rọi, hắn ở phía dưới trên vách đá dựng đứng thấy được một cái chấm đen nhỏ. Bạo Long Vương còn không có rơi vào xuống dưới, một cánh tay vẫn như cú cắm vào trong vách đá, bất quá vẫn là trong hôn mê. Hô hô, đứng tại vách đá một bên, loại kia để cho người ta nội tâm cực kỳ cảm giác không thoải mái lại truyền tới, tim đập ra tóc càng lúc càng nhanh. Giang giật sâu trong linh hồn dâng lên từng cái suy nghĩ, để hắn nhanh lên rời đi nơi này, giống như không cẩn thận rơi vào đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ý nghĩ thế này phi thường không hiểu thấu, lại chân thực phù giang giật cùng thiên bằng vương trong lòng, hội phù sở hữu tới gần ác ma thâm huyền yêu tộc trong đầu. Cái này vực sâu đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì trước mặc kệ giang giật lắc đầu ép buộc chính mình không đi nghĩ ác ma thâm uyên sự tình cái này vực sâu ẩn giấu đi kinh thiên bí mật cũng chuyện không liên quan tới hắn hắn chỉ là tới cứu bạo long vương thôi nghĩ nghĩ giang giật đột nhiên lấy ra một cái nguyễn tiền đưa cho thiên bằng vương nói người đem cái này doi luyện hóa cái này doi có thể vô hạn kéo dài trễ chút ngươi dùng roi trói buộc ta như xuất hiện bất kỳ tình huống ngoài ý muốn lập tức đem ta kéo lên ách thiên bằng vương nao nao lập tức lắc đầu nói không được a à, cửu đại nhân vẫn là ta đi xuống đi, người đem ta trói buộc, người ở phía trên là được. nói lời vô dụng làm gì, giang giật con người lạnh lẽo, đem roi ném qua nói, người thực lực này, xuống dưới tuyệt đối cùng bạo long vương một cái hạ tràng. cái này roi mặc dù là cái bảo vật, nói không chừng sẽ bị thiêu hủy, người như xảy ra chuyện, ta còn được cứu hai cái. cái này thiên bằng vương ngượng ngùng sờ lên đầu, hắn thực lực này như thế giang giật thực lực thế nhưng là so với hắn còn thấp a. Nguyên bản hắn coi là giang giật ra theo ác ma thâm nguyên bên trong ra, sở dĩ tìm hắn cầu viện. Giờ phút này giang giật nghĩ không ra biện pháp, muốn đích thân xuống dưới, hắn làm sao có thể để giang giật đi mạo hiểm thanh linh bộ hạ cũng có thể không có hắn cùng bạo long vương, lại không thể không có giang giật A. À. Người ngay cả ta mệnh lệnh đều không nghe, giang giật nhìn thấy thiên bằng vương vẫn là trần chờ nổi giận, quát lạnh nói, lại làng nhà làng nhằng, ta liền trực tiếp bay xuống đi. Tốt A. À. Thiên bằng vương bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp nhận roi luyện hóa, cái này roi chỉ là cực phẩm thần khí thôi, không tính là gì bảo vật. Thiên bằng vương nhẹ nhõm luyện hóa, suy suy, thiên bằng vương yêu lực quán chú roi dài vô hạn dài ra, hướng dưới vực sâu bay đi. Thiên bằng vương đột nhiên nội tâm khẽ động, đã cái này roi có thể vô hạn dài ra, vậy không bằng trực tiếp đem bạo long vương cho cuốn lấy kéo lên A. Hắn vẫn còn nghĩ quá ngây thơ rồi, kia roi bay vụt xuống dưới vạn trượng về sau, thế mà không cách nào hướng phía dưới lan tràn phía dưới tựa hồ có loại vô hình kháng cự lực, đem cái này roi cho bắn ngược trở về, mà lại đến mấy vạn trượng nhiệt độ phi thường cao, roi quang mang lấp lánh, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị thiêu hủy. Hưu, Thiên Bằng Vương không dám tiếp tục thử, sợ roi bị thiêu hủy, hắn đem roi thu hồi lại, giang giật liếc mấy cái trầm giọng nói ra, ta không nói lời nào, không muốn kéo ta đi lên, nhớ kỹ. Cửu đại nhân cẩn thận, Thiên Bằng Vương mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, giang giật chân sau một điểm tựu hướng xuống mới bay đi, trong tay hắn một viên hạt châu màu đỏ rực xuất hiện, chậm rãi hướng phía dưới rơi xuống. chương 1772, thứ 49 ác ma con mắt. Giang giật sở dĩ muốn đích thân xuống dưới, cũng là bởi vì hắn có hỏa linh châu. Thiên bằng vương cùng bạo long vương thực lực tranh lệch không nhiều, sở dĩ đã bạo long vương xuống dưới xảy ra chuyện, thiên bằng vương đi xuống kết cục cũng giống vậy. Bạo long vương đột nhiên thân thể mất khống chế, giang giật suy đoán phải cùng hỏa diễm nhiệt độ cao có quan hệ, kinh khủng nhiệt độ cao có thể làm cho thiên lực yêu lực nhiễu loạn, một khi không có thiên lực yêu lực duy trì, tự nhiên cũng liền không bay lên được, thân thể mất khống chế rơi xuống tựu rất dễ lý giải. Còn như tại sao lại hôn mê, điểm này giang giật không phải hiểu rất rõ, hắn có hỏa linh châu chỉ ít so thiên bằng vương nhiều một chút tự vệ cơ hội. Hưu, đằng sau một cái roi đuổi theo, đem giang giật thân eo cho cuốn lấy, bất quá roi khống chế được không tệ, không có ảnh hưởng giang giật hành động. Năm ngàn trượng, hỏa linh châu còn không có tỏa ra ánh sáng, điều này nói rõ nhiệt độ còn không có đạt tới điểm tới hạn giang giật tiếp tục hướng xuống mới bay đi tốc độ hơi tăng nhanh một chút vạn trường hỏa linh châu đột nhiên quang mang lấp lánh giang giật vào thời khắc ấy cảm giác nhiệt độ tăng lên trăm lần doi là tại khoảng cách này không cách nào dọc theo đi xuống giang giật hướng xuống mới bay một trượng đột nhiên phát hiện roi tự động giải khai căn bản là không có cách sinh trưởng xuống tới cửu đại nhân cẩn thận thiên bằng vương lo lắng truyền âm vang lên tại giang giật bên tai giang giật quay đầu nhìn hắn một chút tiếp tục hướng xuống mới bay đi, tốc độ trở nên chậm mấy phần. Hắn cũng là dọc theo vách đá bay, tay tùy thời chuẩn bị đâm vào vách đá cố định thân thể. Hai vạn trượng, ba vạn trượng, phanh, phanh phanh phanh, giang giật trong đầu đột ngột vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, thanh âm kia cũng không có vang lên ở bên tai, mà là trực tiếp vang lên tại linh hồn bên trong. Thanh âm này vừa vang lên, trái tim của hắn đi theo gia tốc điều động, toàn thân huyết dịch tốc độ lưu chuyển đột nhiên nhanh hơn mấy lần. Quả nhiên có ma. Giang giật hướng phía dưới một mảnh màu nâu đỏ vực sâu nhìn lướt qua, âm thầm tim đập nhanh, lần này mới coi như không có kinh khủng quái vật, khẳng định cũng có thần kỳ tự nhiên đại trận, khó trách liền bốn vị đại đế cũng không dám xâm nhập. Hưu, Giang giật tốc độ đột nhiên tăng tốc, hắn đoán sai hẳn là không sai, càng hướng xuống hỏa diễm nhiệt độ càng cao, hơn nữa nhìn hỏa linh châu quang mang lấp lánh trình độ, nhiệt độ của nơi này là đột nhiên gia tăng. Tỷ như vạn trưởng, hai vạn trưởng dạng này một cái cấp bậc, mỗi lần bước qua vạn Trượng khoảng cách nhiệt độ hội gấp bội tăng lên, sở dĩ bạo long vương đột nhiên yêu lực nhiễu loạn rơi vào xuống dưới. Còn như vì sao hôn mê, vậy khẳng định cùng trong đầu vang lên thanh âm có quan hệ, thanh âm này càng hướng xuống hẳn là càng khủng bố hơn, có thể ảnh hưởng linh hồn để cho người ta hôn mê tựu rất dễ lý giải. Sở dĩ hắn không thể chậm như vậy thôn thôn bay, phải nhanh chóng bay xuống đi đem bạo long vương mang đi sau đó lập tức rút lui. Không bằng hắn vẫn là mò tới một tia quy luật, tại cảm giác rơi vạn trượng về sau, hắn hội đột nhiên dừng lại, thăm dò thoáng cái tiếp tục hạ xuống. Năm vạn trưởng, sáu vạn trưởng, tám vạn trưởng, hỏa linh châu quang mang lấp lánh đến càng ngày càng sáng, giang giật phi thường xác định ra mới hỏa diễm khẳng định so hoang hỏa mạnh hơn nhiều. Lần trước hắn tiến vào hoang hỏa cái này hỏa linh châu mới có thể như thế lóe sáng, khoảng cách phía dưới còn xa như vậy, phía dưới hỏa diễm nhiệt độ có thể nghĩ. Phanh, phanh phanh phanh, trầm muộn thanh âm vang lên càng ngày càng gấp rút, cái loại cảm giác này tựa như đầu bị người nhanh chóng đánh, từng đợt kịch liệt đau nhức tại giang giật linh hồn bên trong truyền đến. Hắn có loại dự cảm, giống như hắn lại xuống một vạn trượng, đoán chừng hắn cũng muốn bởi vì kịch liệt đau nhức mà đã hôn mê. Làm sao bây giờ, giang giật ánh mắt lấp lẽ, khoảng cách bạo Long Vương còn có hai vạn trượng, hắn lại nhiều nhất chỉ có thể xuống dưới một vạn trượng. Giống như linh hồn của hắn một khi chịu không được, cuối cùng chỉ có thể cùng bạo Long Vương một cái kết cục, treo ở bực này chết. Liều mạng, điện thạch hỏa hoa ở giữa, giang giật cắn răng chuẩn bị liều mạng, hắn có một loại đan dược, linh thần đan. Đan dược này cùng loại không có dễ nước, bất quá so không có dễ nước cường đại mấy lần, có thể ngắn ngủi tăng phúc linh hồn. Đương nhiên loại vật này tác dụng phụ thường thường sẽ phi thường đại, mà lại tiếp tục thời gian quá ngắn, chỉ có thời gian một nén nhang, sau đó lại muốn hôn mê một đoạn thời gian rất dài. Như thế thời khắc giang giật không có lựa chọn, hắn lấy ra một viên lục sắc đan dược nuốt vào, một cỗ năng lượng cường đại trong nháy mắt tràn vào trong linh hồn, giang giật tốc độ đột nhiên tiêu thăng đến cực điểm, thoáng cái liền vào tới bạo long vương bên người. Ông, tại giang giật đem bạo long vương thu nhập không gian thần khí bên trong lúc, nội tâm của hắn như chút được gánh nặng, chỉ ít người cứu về rồi. Trong đầu của hắn truyền đến trận trận như tê liệt thống khổ, vẫn còn không đến mức hôn mê. Ừm kia là, giang giật đang chuẩn bị hướng lên trên mặt bay đi, ánh mắt của hắn tùy ý quét qua, thấy được phía dưới mấy trăm trượng trong vách đá có một gốc kỳ dị linh thảo, thoạt nhìn như là sừng ngưu. Giang giật còn ngửi thấy một tia nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát. Lộc hương thảo, giang giật trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, cắn răng hướng phía dưới tiếp tục bay vụt, một tay đột nhiên đem kia linh thảo cho tách rời ra, mà phía sau cũng không trở về hướng lên trên mặt tiêu xạ mà đi. Phanh, phanh 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 phanh, đúng lúc này, giang giật trong đầu loại kia thanh âm đột nhiên liên tục không ngừng tăng lên vang lên, để tốc độ của hắn đột nhiên một trận, đau đến giữa không chung quay cuồng lên. Mà lại, một đạo kinh khủng dị thường khí tức từ phía dưới chuyển đến. Giang giật dư quang liếc nhìn phát hiện phía dưới hỏa diễm mãnh liệt cuộn tất cả lên, tại kia hỏa diễm bên trong hắn phát hiện một đôi mắt kia là một đôi dạng gì con mắt à? giang giật đời này chưa bao giờ từng thấy khủng bố như thế con mắt nhìn đôi mắt này một chút hắn tại thời khắc này đều quên đau đớn quên đi hết thảy tựa hồ đôi mắt này có thể thôn vệ ý thức của hắn thôn vệ nhục thể của hắn thôn vệ hắn hết thảy tại thời khắc này giang giật có loại sâu kiến đối đầu cự long cảm giác đôi mắt này chủ nhân tựa như là một cái chân chính thần linh tựa, tựa như thanh đế kinh khủng hắn thậm chí không có một tia ý niệm phản kháng, chuẩn bị lặng lặng chờ chết. Không, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Giang giật một khắc cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn trong khung quật cường cùng không chịu thua, để hắn bản năng điên cuồng vận chuyển huyền hoàng chi lực, đồng thời lấy ra hỏa long kiếm, thiên lực liên tục không ngừng vận chuyển, đối phía dưới đột nhiên đánh xuống. Suy suy, bốn đầu hỏa long bao phủ ra, cuối cùng hóa thành một đầu to lớn thần long, vô thanh vô tức gào thét mà xuống, cùng phía dưới cuộn tất cả lên hỏa diễm đụng vào nhau. Oanh, hỏa long vỡ nát, phía dưới hỏa diễm đầy trời bắn ra, để Giang Giật không dám tin là kia hỏa diễm thế mà thoáng cái tựu bị hỏa long đập xuống dưới, cặp kia tiềm phục tại trong ngọn lửa con mắt đồng dạng bị nện xuống dưới, tại thời khắc này trong đầu của hắn phanh phanh tiếng vang cũng đã biến mất. Chẳng lẽ hết thảy đều là huyễn tưởng ách, trốn, Giang Giật dừng một chút, không để ý tới kinh nghi, cũng không dám lại hướng phía dưới nhìn một chút, bằng nhanh nhất tốc độ hướng lên trên mới bay bắn đi, chỉ là một cái nháy mắt ở giữa tựu sông lên trên vực sâu. Cửu đại nhân, vừa rồi, vừa rồi vật kia là cái gì thiên bằng vương bị sợ choáng váng, nhìn thấy Giang giật bay vụt mà đến, hoảng sợ dò hỏi. Ngu xuẩn, mau trốn, Giang giật gào thét một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa bay đi, toàn thân hắn giờ phút này còn tại có chút run rẩy, sâu trong linh hồn đều là sợ hãi cùng sợ hãi. Như thế thời khắc, thiên bằng vương còn có tâm tình hỏi cái này Giang giật đâu còn có tâm tư đi thảo luận, hắn giờ phút này trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, vậy liền trốn được càng xa càng tốt về sau vĩnh viễn không cần tới này cái địa phương. Trốn, thiên bằng vương tỉnh ngộ lại, phía sau hai mảnh cánh chim màu vàng óng mở ra, hóa thành một đạo lưu quang đi theo giang giật mà đi. Hắn không phải là đồ ngốc, là bị cặp mắt kia dọa mộng. Thậm chí vào thời khắc ấy, hắn coi là kia là minh đế con mắt, con mắt này có thể phá hủy hết thảy sinh linh. chương 1773, Mệt Chết Nghiêu Bịch, Giang giật phi hành mấy chục vạn lý, thân thể đột nhiên hướng phía dưới rơi xuống, hung hăng nện ở một tòa thạch phong phía trên, cái này nhưng làm phía sau thiên bằng vương dọa đến gần chết. Thiên bằng vương bay xuống tới, cha xét rõ ràng một hồi, gặp giang giật chỉ là linh hồn chi lực tiêu hao quá nhiều đã hôn mê, lúc này mới như chút được gánh nặng. Hắn không dám dừng lại, mang theo giang giật một đường chạy vội, trọn vẹn phi hành ngàn vạn dặm, xác định đằng sau không có bất kỳ cái gì tình huống ngoài ý muốn hắn mới từng ngụm từng ngụm thở. Vừa rồi hắn tại trên vực sâu, giang giật tại mấy vạn trượng phía dưới, nhưng này đột nhiên cuộn tất cả lên hỏa diễm còn có trong ngọn lửa cặp mắt kia hắn vẫn là nhìn rõ ràng hắn cùng giang giật đồng dạng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như thế con mắt coi như năm đó hỏa phượng đại đế đi ngang qua đông vực cùng hắn liếc nhau hắn cũng không có cảm giác đáng sợ như vậy tại thiên bằng vương xem ra đối đầu hỏa phượng đại đế hắn tuyệt đối là cái chữ chết nhưng nếu đối đầu đôi mắt này chủ nhân hắn thậm chí cảm giác đều nâng không nổi binh khí trong tay đây chính là tranh lệch chỗ cái này chứng minh chủ nhân của cặp mắt kia có thể so hỏa phượng đại đế còn kinh khủng hơn. Làm sao có thể, thế giới này phong đế cấp là nhất tồn tại cường đại, mặc dù phong đế cấp thực lực có mạnh có yếu, nhưng đế cấp phía dưới đều là sâu kiến, đây là hằng cổ đến nay đạo lý. Phong đế cấp là cùng một cái cấp bậc, phong đế cấp cường giả là rất khó giết chết cùng cấp bậc, cũng như năm đó ba vị đại đế liên thủ đối phó thanh linh đại đế, cuối cùng lại bị thanh linh nhẹ nhõm trốn ra thiên yêu giới. Sở dĩ ác mà thầm huyên cái kia tồn tại, tuyệt đối không có khả năng cùng hỏa phượng đại đế tranh lệch một cái cấp bậc, chỉ có thể chứng minh nó so hỏa phượng đại đế càng thêm kinh khủng thôi. Không đúng, không đúng, thiên bằng vương rất nhanh nhớ tới một sự kiện, giang giật cuối cùng bắn ra một đạo công kích, giống như nhẹ nhõm đem đoàn kia hỏa diễm cùng cặp mắt kia đập xuống dưới nếu quả như thật là phong đế cấp cường giả, đừng nói đập xuống, nó bóp chết giang giật cùng đùa đồng dạng, thiên bằng vương tin tưởng mình cũng trốn không thoát. Giả, thiên bằng vương có chút hoài nghi, dù sao đôi mắt này cho hắn cảm giác so hỏa phượng đại đế mạnh hơn rất nhiều, nếu quả như thật có mạnh như vậy, vị cường giả này đã sớm ra nhất thống thiên yêu giới. Chẳng lẽ là huyến tượng ác ma thâm uyên bên trong có một loại nào đó thần kỳ đại trận, chế tạo ra huyến tượng? Thiên bằng vương không nghĩ ra, nghỉ ngơi một lát hắn tiếp tục phi hành. Bất kể như thế nào về trước đi lại nói, bạo long vương cứu về rồi, giang giật bình an vô sự, lần này xem như tất cả đều vui vẻ. Đương nhiên, hắn cũng bị dọa sợ, âm thầm khuyên bảo chính mình, đời này cũng không tiếp tục muốn đi cái địa phương quỷ quái kia, thậm chí đều không cần tới gần phụ cận. Giang giật trở về ngủ say hạ giới thời gian 10 ngày, linh thần đan không phải hắn mua, mà là phi vũ quân đưa tặng. Bất quá khi biết dược hiệu về sau, hắn vẫn không dùng tới, lương thống lĩnh đã thông báo hắn đan dược này dùng nhiều đối linh hồn không tốt, không phải vạn bất đắc dĩ không nên dùng. Sau khi tỉnh lại, đầu hắn còn từng đợt đau, con mắt đều không mở ra được, trọn vẹn nằm mấy canh giờ mới chỉ hoãn tới hắn thần thức quét qua phát hiện trở lại ly hương nhi cung điện sau mới thở dài một hơi giờ phút này hắn nhắm mắt lại trong đầu nhưng đều là ác ma thâm uyên phía dưới cặp kia kinh khủng con ngươi cửu đại nhân ngài rốt cuộc tình thiên bằng vương thanh âm vang lên giang giật nhìn lướt qua phát hiện thiên bằng vương hạn bạt vương ly hương nhi đều tại hắn nhẹ gật đầu hỏi không có gì tình huống a à. hết thảy bình an thiên bằng vương nhẹ gật đầu lập tức ánh mắt nhìn về phía giang giật trong tay giới chỉ nói ra cái kia đại nhân Bạo Long Vương còn tại bên trong, ngài xem hắn tình huống vừa vặn rất tốt. Ừm, Giang giật lấy ra không gian thần khí, nhìn lướt qua phát hiện Bạo Long Vương đã tỉnh lại, hắn vội vàng đem Bạo Long Vương tung ra ngoài. Cái sau một mặt mơ hồ, nhìn thấy mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, tại thiên bằng vương truyền âm vài câu về sau, Bạo Long Vương mặt mũi tràn đầy xấu hổ chắp tay nói, thuộc hạ vô năng, cực khổ đại nhân mạo hiểm, tội đáng chết vạn lần A. Nói cái này không có ý nghĩa, không phải ta để các ngươi đi tìm linh hồn bổ dưỡng linh dược, người cũng sẽ không xảy ra sự tình. Giang giật khoát tay áo, ánh mắt nhìn về phía thiên bằng vương, trong con người hiện lên một tia lòng còn sợ hãi, hỏi thiên bằng vương, người có thể tra xét tư liệu cặp mắt kia là cái gì? Con mắt, bạo long vương hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn lại, thiên bằng vương nhanh chóng giải thích một phen, hai người truyền âm giao lưu vài câu về sau, thiên bằng vương chắp tay nói, đại nhân, theo suy đoán của ta, cặp mắt kia hẳn là giả. Nếu như là thật, coi như không phải đại yêu, cũng là mỹ linh loại hình, hẳn là có được phi thường cao linh trí. Thực lực như thế, làm sao có thể một mực tiềm phục tại ác ma thâm uyên năm đó thanh linh đại đế đi qua ác ma thâm uyên, bất quá sau khi trở về chỉ là truyền lệnh để các tộc không được đi vào ác ma thâm uyên, mà không phải không được đến gần. Điều này nói rõ, chỉ cần không đi xuống liền sẽ không xảy ra chuyện, thử hỏi, giống như phía dưới là một vị phong đế cấp yêu tộc trí tôn, nó làm sao cho phép cấp thấp yêu tộc tới gần thậm chí chúng ta lần trước tại ác ma thâm nguyên phụ cận khai chiến đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. giả dạ, giang giật trầm tư một trận, cơ bản có chút nhận đồng thiên bằng vương suy đoán nếu như là thực sự giờ phút này hắn đã sớm chết mà không phải bị hắn tùy ý bổ một kiếm tựu đập xuống. càng là tồn tại cường đại càng là chú trọng tôn nghiêm giang giật bổ hắn một kiếm giống như kia đại yêu là chân thật tồn tại làm sao có thể thả hắn rời đi. được rồi về sau chớ tới gần ác ma thâm uyên đi giang giật nghĩ đến một trận không phải hắn quả cũng không dám xuống dưới giò xét ác ma thâm uyên cái kia tồn tại xem ra muốn trở thành không hiểu chi mê có lẽ ngày nào chờ hắn đạt tới phong đế cấp chiến lược mới có thể sẽ cân nhắc giò xét một phen bạo long vương ba người đi xuống giang giật còn lòng vẫn còn sợ hãi thất thần ngồi nửa ngày ly hương nhi một mực làm bạn ở bên cạnh hắn nắm chắc giang giật tay sợ hắn đột nhiên đã mất đi lần nữa nghỉ ngơi mấy canh giờ Giang giật triệt để khôi phục lại. Hắn lắc đầu đem trong đầu tạp niệm khu trừ, lấy ra lộc hương thảo, ánh mắt nhìn về phía ly hương nhi hỏi, thứ này làm sao luyện hóa. Thời gian không nhiều, hắn không thể lãng phí, nhất định phải nhanh đem khiếu huyệt tu luyện hoàn tất, cái này lộc hương thảo là dùng mệnh đổi lấy, hắn tự nhiên muốn trước tiên luyện hóa. Đây là đồ tốt, ly hương nhi nhìn mấy lần, nói ra, chủ nhân giống như tin tưởng lời của ta, cái này lộc hương thảo ta đến luyện hóa. Sau đó, chúng ta lại xong tu, Hương Nhi đem lộc hương thảo tinh hoa cùng chúng ta nhất tộc bản nguyên dung hợp lại cùng nhau, tại chúng ta hoàn hảo lúc từng điểm từng điểm truyền cho chủ nhân, như vậy lộc hương thảo tinh hoa sẽ không tiêu hao lãng phí quá nhiều. Ách, Giang giật khẽ giật mình, hắn đương nhiên không có hoài nghi ly Hương Nhi, đây là hắn hồn nô, đối với hắn tuyệt đối trung thành. Hắn chỉ là có chút trần chờ, ly Hương Nhi nói từng điểm từng điểm truyền tới, ý tư muốn kéo dài xong tu linh hồn năng lượng khó khăn nhất hấp thu, cái này lộc hương thảo nếu là đỉnh cấp linh dược, bên trong năng lượng khẳng định phi thường cường đại. Hắn nuốt nước miếng một cái hỏi, cái này muốn xong tu bao nhiêu lần, mỗi lần bao lâu a à? Ly hương nhi gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng, cúi đầu nói ra, một lần một canh giờ đi, ít nhất phải một vạn lần tả hữu. Ngóa, giang giật thân thể khẽ run rẩy hai chân bản năng run lên, không có cầy phá hư ruộng, chỉ có mệt chết như a à? Nửa năm sau hắn muốn dẫn binh xuất chiến, đến lúc đó chỗ chắc chắn sẽ không phá hư, nhưng nhưng lại không biết còn có thể hay không kéo đến động cây. Trường 1774, hắn quả nhiên làm được. Tại Giang giật buông lời muốn nửa năm sau tiến đánh đông vực về sau, toàn bộ đông vực đột nhiên bình tĩnh lại. Nguyên bản rất nhiều nơi còn có ma sát, nhưng ở Giang giật buông lời về sau, toàn bộ đều hành quân lặng lẽ. Đương nhiên, chủ yếu là câu Trần Vương lặng yên phát một câu cái nào chủng tộc còn dám nội chiến, hắn đem tự mình dẫn đầu trăm vạn đại quân diệt hắn nhất tộc. Giờ phút này đông vực các tộc đều tổn thất nặng nề, còn bảo tồn hoàn chỉnh quân lực chỉ có câu trần tộc, cùng phụ thuộc câu trần tộc kia mười mấy cái tộc đàn. Câu trần vương uy vọng phi thường cao, hắn một tiếng hiệu lệnh phía dưới, tùy ý có thể tụ tập mấy trăm vạn đại quân, bản thân câu trần vương là đông vực đệ nhất cường giả, bọn hắn nhất tộc ngụy đế cấp có hai cái, không có bất kỳ cái gì một chủng tộc dám can đảm làm tức giận câu trần vương. Câu trần vương tin tưởng giang giật nói là làm, mà lại bên kia đoán chừng cũng gánh không được quá lâu thời gian, không xuất chiến không được. Sở dĩ câu Trần Vương cần một cái bình tĩnh đông vực, cần nghỉ ngơi lấy lại sức nửa năm, đến lúc đó cùng Giang giật quyết nhất tử chiến. Đông vực tại chuẩn bị chiến đấu, hoang vu chi địa bên này đồng dạng tại chuẩn bị chiến đấu. Bạo Long Vương hạn bạt Vương Thiên bằng Vương công việc lưu bù lên, bắt đầu riêng phần mình thao luyện đại quân. Thao luyện phương thức rất mới lạ, để yêu tộc đại quân đều phi thường kinh ngạc, bởi vì lần này thao luyện nhiều rất nhiều hợp kích chiến trận. Những này hợp kích chiến trận, tại nhân tộc bên kia kỳ thật rất phổ biến, nhưng yêu tộc chưa từng chú trọng không hiểu những này, đại quân nhiều nhất xem như quân trận chỉnh tề thôi, gần như không hội hợp kích chiến trận. Không cần hoài nghi, những này hợp kích chiến trận là giang giật truyền tới. Hắn tại phi vũ quân chờ đợi một đoạn thời gian, mặc dù cũng không phải là quá tinh thông, nhưng cũng hiểu sơ một chút. Đông vực bên kia xuất hiện một cái cao nhân, để giang giật cảm nhận được áp lực, sở dĩ không thể không truyền ra một chút nhân tộc hợp kích chiến trận, dù là bị yêu tộc hoài nghi cũng không có biện pháp. Một chút yêu tộc hoàn toàn chính xác có chút hoài nghi, bất quá tại truyền ra là thần bí cửu đại nhân truyền thụ cho, toàn bộ yêu tộc đều bình thường trở lại. Cửu đại nhân là thanh linh đại đế sứ giả, hắn hiểu thêm rất bình thường, thanh linh đại đế đây chính là thần linh tồn tại A. Bên ngoài tại chuẩn bị chiến đấu, giang giật tại trong cung điện khai chiến. Mỗi lần tu luyện một cái khiếu huyệt, hắn đều muốn khai chiến xong tu một lần, đau nhức cũng khoái hoạt, may mắn hắn nhục thân cường đại, bằng không bình thường người sợ là muốn bị hút thành thịt khô. Chỗ tốt như vậy là linh hồn lấy tốc độ gấp 10 lần tăng trưởng. Lộc hương thảo phi thường cường đại, là cấp cao nhất linh hồn loại linh dược, lại dung hợp thần ly tộc bản nguyên, cái này năng lượng to lớn hơn. Khiếu huyệt tu luyện được phi thường thuận lợi, cơ bản hai ngày liền có thể tu luyện một cái, bất quá giang giật một mực tu luyện chính là trong thân thể khiếu huyệt, không dám đi tu luyện trên đầu khiếu huyệt. Đầu là nhân thể trọng yếu nhất địa phương, giang giật nhất định phải thận trọng lại thận trọng, một khi xảy ra vấn đề đầu của hắn sẽ chia năm xẻ bảy cửu dương thiên đế đều cứu không được hắn hai bên đều tại tích cực chuẩn bị chiến đấu hết thảy đều rất bình tĩnh thời gian lặng yên trôi qua năm tháng rất nhanh liền đi qua đông vực bên kia đi qua năm tháng nghỉ ngơi lấy lại sức đã khôi phục một chút nguyên lực các tộc lợi dụng chiếm lấy phúc địa tài nguyên bồi dưỡng từng đám cường giả chuẩn bị ứng phó thanh linh bộ hạ cũ bên này quy mô tiến công thanh linh bộ hạ cũ bên này các loại hợp kích chiến trận đã diễn luyện đến phi thường đúng chỗ chiến lược ít nhất tăng lên gấp 3 trở lên cái này khiến toàn bộ yêu tộc rất là phấn chấn hận không thể lập tức xiết vào đông vực trên thực tế bọn hắn như thế cấp bách cũng là không có biện pháp đồ ăn càng ngày càng ít mỗi lần ra ngoài làm đồ ăn đều cần bảo long vương dẫn đội nếu không căn bản là không có cách đối phó hoang vu trong nước cường đại hải yêu hải yêu cùng yêu tộc đều là yêu tộc nhưng hai bên đều lẫn nhau cửu thị dưới tình huống bình thường không gặp qua giới giống như không phải bảo long vương dẫn đội đoán chừng đi săn bắt đồ ăn yêu tộc muốn bị hải yêu toàn bộ diệt sát. Hoang vu trong nước hải yêu đối với thanh linh bộ hạ cũ phi thường cừu thị, nếu như tiếp tục nữa, đại chiến không thể tránh né muốn bộc phát. Cùng hải yêu đại chiến một trận, thanh linh bộ hạ cũ sẽ thực lực đại tổn, đến lúc đó còn thế nào giết trở lại đông vực. Giang giật đã đến tối hậu quan đầu, hắn khiếu huyệt tu luyện 105 cái, chỉ còn lại cuối cùng ba cái, cái này ba cái khiếu huyệt đều tại linh hồn thức hải phụ cận, nguy hiểm nhất. Giống như theo ban đầu tốc độ, Giang giật đã sớm tu luyện hoàn thành, đến đằng sau hắn mỗi lần tu luyện một cái khiếu huyệt đều phải tốn phí lục bảy ngày thời gian, lặp đi lặp lại thôi diễn, liên tục xác nhận mới dám tu luyện. Trong khoảng thời gian này, Giang giật linh hồn cường đại rất nhiều, ngừng luyện gấp 10. Trước kia linh hồn của hắn vẻn vẹn đạt tới phong vương cấp, đoán chừng không kém gì ô thiên vương. Đương nhiên cùng ngụy đế cấp vẫn là có khác nhau, nhưng hắn có một cái thần kỳ thôn thiên thú, phối hợp phía dưới ngụy đế cấp công kích linh hồn hắn hẳn là miễn cưỡng có thể chống đỡ được thôn thiên thú tiến hóa một lần, giờ phút này đạt đến ba ngón tay lớn như vậy, giang giật trước kia chuẩn bị hắc vũ thạch các loại chờ đều bị thôn thiên thú đã ăn xong. Nếu không phải có mấy cái hỗn độn châu có thể liên tục không ngừng chế tạo hỏa diễm cho hắn dùng ăn, đoán chừng cái này tiểu thú đều muốn tạo phản. Lộc hương thảo năng lượng toàn bộ truyền tới, giang giật gần nhất định chỉ xong tu, toàn tâm toàn ý tu luyện còn lại ba cái khiếu huyệt, để ly hương nhi đều không được vào đây quấy dày hắn phía trước tu luyện 105 cái khiếu huyệt cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì, giờ phút này Giang Giật cũng có lòng tin đem còn lại ba cái khiếu huyệt tu luyện thành công. năm ngày, bán nguyệt, 20 ngày, bế quan bên trong Giang Giật đột nhiên mở mắt, hắn một đôi mắt bên trong kim quang nóng lánh, trên mặt đều là vui mừng. Hắn thật dài hít một hơi, sau đó toàn thân quang mang lóe lên, hắn chân sau trên mặt đất đạp mạnh, đan quyền đối không chung đột nhiên ném ra một quyền. Xuy suy, cuồng phong gào thét, bốn phía không gian từng mảnh từng mảnh vỡ ra tiếp lấy không gian kịch liệt vạn vẹo một đạo kinh khủng sóng chấn động hướng bốn phương tám hướng bao phủ đi rất nhanh đụng vào thành cung phía trên trên vách tường cấm chế quang mang lấp lánh không ngớt cuối cùng cấm chế lại trực tiếp bị kích phá toàn bộ cung điện ẩm vang sụp đổ phanh, phanh 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 ly hương nhi cùng hai cái trưởng lão liền ở tại trong cung điện còn có một số thần ly tộc trực hệ tử đệ toàn bộ dọa đến nổ bắn ra mà ra bốn phía dãy núi vô số thần ly tộc cường giả đều đã bị kinh động theo từng cái trong sơn động bắn ra, như lâm đại địch. Đã xảy ra chuyện gì? Càng xa xôi bạo long vương cùng hạn bạt vương thiên bằng vương, bị bên này kinh khủng không gian ba động kinh động, hóa thành ba đạo lưu quang bay vụt mà đến. Ly Hương Nhi cũng không hiểu thấu, mở chừng hai mắt nói, ta cũng không biết. ầm um, sụp đổ cung điện đá vụn văng khắp nơi, một đạo hắc ảnh bắn ra, giang giật đứng ngạo nghễ giữa không chung, trên mặt đều là phấn chấn. Ánh mắt của hắn như dao tại bạo long vương hạn bạt vương thiên bằng vương trên mặt đảo qua, đột nhiên nhếch miệng cười nói, bạo Long Vương, tiếp ta một chiêu như thế nào. Hưu, Giang giật thân thể như cuồng Long bay vụt mà đến, tốc độ lại so trước kia nhanh hơn gấp đôi, đã vượt qua thiên bằng Vương rất nhiều, hắn dùng thế xét đánh không kịp bưng tai đối bạo Long Vương đầu hung hăng đập tới. Tê tê, hạn bạt Vương cùng thiên bằng Vương hít một hơi lãnh khí, bạo Long Vương cấp tốc lui lại, liên tục hoảng sợ quát khẽ cửu đại nhân thủ hạ lưu tình, thuộc hạ ngăn không được a. À. Cương hoành, hạn bạt vương cùng thiên bằng vương liếc nhau, trên mặt đều là thổn thức cùng cuồng hỉ, Giang giật nói thời gian một năm chiến lực có thể tiêu thăng, có thể diệt bệ ngạn vương. Hắn quả nhiên làm được, chương 1775, thiên thời địa lợi nhân hòa. Bạo Long Vương tự nhiên không phải ngăn không được, mặc dù hắn không có lão Bạo Long Vương mạnh mẽ như vậy chiến lực, nhưng ở đông vực cũng coi là nổi danh cường giả, năm đó tam tộc liên thủ công kích Bạo Long tộc, là bởi vì có hắn tại cuối cùng mới không có bị diệt tộc. Chống đỡ được là một chuyện, thụ thương là một chuyện khác. Bạo Long Vương tin tưởng một quyền này nện ở trên người hắn, hắn ít nhất phải đoạn 10 cùng xương cốt. Giang giật có thần thụ diệp, có thể trong nháy mắt giúp hắn chữa thương, vấn đề là ai không có việc gì chính mình đi tìm tội bị. Bạo Long Vương đối với Giang giật là thật chịu phục, Giang giật sinh mệnh khí tức phi thường trẻ tuổi, điểm này là không cách nào ngụy trang cùng che giấu. Giang giật không chỉ có là thanh linh đại đế sứ giả, có được kinh thiên mưu lược cùng trí tuệ, chiến lược thế mà so với bọn hắn những lão gia hỏa này mạnh, không phục không được a. À. Bạo Long Vương ba cái đại lão nội tâm lửa nóng, giang giật chiến lược tiêu thăng, bọn hắn bên này lực lượng tựu đủ rất nhiều, có cái này thần bí cửu đại nhân tại, đùa chơi chết câu Trần Vương quá dễ dàng. Ba vị đại nhân tựa như thấy được bọn hắn giết trở lại đông vực, áo gấm về quê, xưng bá vương tộc cảnh tượng. Hưu, một khắc cuối cùng giang giật thu tay lại, hắn đối với mình chiến lực vừa lòng phi thường. Bạo Long Vương có lẽ có ít hiểu lầm, cho là mình mạnh hơn hắn, trên thực tế tổng hợp chiến lực giang giật khẳng định kém hơn hắn một chút, mặc dù như thế gian giật cũng không phải là thường hưng phấn. lúc này mới bao nhiêu thời gian? hắn tiến vào thiên yêu giới bất quá là hơn một năm thời gian, phi thăng bất quá hơn hai năm. chiến lực cũng đã nhưng so sánh ngụy đế cấp, cái này sợ là năm đó diệt ma đại đế tu luyện đều không có nhanh như vậy a. À. tiêu thăng chiến lực cho hắn sự tự tin mạnh mẽ để hắn đường về nhà càng gần mấy phần. đã hắn có thể sử dụng ngắn như vậy thời gian, tu luyện tới ngụy đế cấp, hắn tự có hy vọng tiến thêm một bước. một khi đột phá phong đế cấp lại nắm giữ một chút cường đại thần thông, đối đầu thanh đế cũng không phải là không có, có cơ hội tự vệ. Tốc độ so thiên bằng vương nhanh, lực lượng nhưng so sánh Bạo Long vương, phòng ngự đoán chừng cùng Hạn Bạt vương không sai biệt lắm, liền là lực công kích kém ta. Giang giật âm thầm tính toán thoáng cái chiến lực của mình, lực lượng không phải là lực công kích, hắn có ngụy đế cấp nhục thân, khác ngụy đế cấp nhục thân đồng dạng cường đại a, sở dĩ so ra mà nói, lực công kích của hắn còn kém rất nhiều. Trước kia hắn công kích mạnh nhất là dung hợp hỏa diễm hoang hỏa sau khi dùng xong hắn hỏa diễm đối với ngụy đế cấp căn bản không có hiệu quả thần âm thiên kỹ đồng dạng không thể ảnh hưởng sở dĩ coi như một cái ngụy đế cấp đứng đấy cho hắn giết đều rất khó giết chết hỏa diễm nghĩ tới đây giang giật bay vụt mà xuống rơi vào trên đỉnh núi vẫy vẫy tay nói xuống tới nói chuyện đi ly hương nhi tìm một chỗ cung điện bị hủy diệt ly hương nhi chỉ có thể an bài đại gia đi một cái sơn động cái sơn động này tương đối lớn bên trong đơn giản trang trí thoáng cái, thoạt nhìn như là một cái đại điện. Giang giật để thần ly tộc hai cái trưởng lão đi lắng lại phía ngoài bạo động, đồng thời phong tỏa tin tức. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ba vị đại lão hỏi, các người có biết đông vực địa phương nào có thiên địa kỳ hỏa loại kia đặc biệt kinh khủng hỏa diễm? Hỏa diễm, ba người trầm tư một lát, bạo long vương nói ra, kinh khủng hỏa diễm, đông vực chỉ có một chỗ có, đại nhân ngươi nên biết, ác ma thâm uyên. Trừ cái đó ra đông vực chưa nghe nói qua, hỏa hồ đại đế bên kia tây vực ngược lại là có, còn có rất nhiều, hỏa hồ nhất tộc liền là hỏa thuộc tính yêu thú. Ác ma thâm uyên, giang giật ngựa ngùng sờ lên cái mũi, chỗ kia đánh chết hắn cũng không dám tiến vào. Hỏa hồ đại đế tây vực, hắn lại không dám đi, ba vị đại đế không thể làm công khai liên quan đông vực sự tình, nhưng giang giật chạy tới tây vực cái kia chính là chính mình chịu chết, hỏa hồ đại đế vài phút dậy hắn làm người. Giang giật đoạn mất cái này tưởng niệm, dừng một chút hỏi, đông vực bên kia tình huống như thế nào gần nhất hắn một mực tại bế quan đối với tình huống bên ngoài hai mắt đen thui hắn tu luyện đại thành cũng đến chuẩn bị xuất chiến thời cơ tự nhiên muốn thăm dò rõ ràng tình huống thiên bằng vương đứng dậy giảng thuật nói trước tính toán thời gian đông vực một mực rất yên tĩnh không còn có chiến loạn qua một tháng qua đông vực bắt đầu tấp nập điều động quân đội cùng các tộc con dân hẳn là chuẩn bị liên hợp đối phó chúng ta tấp nập điều động giang giật trong mắt hàn quang lóe lên ngưng âm thanh hỏi nhưng biết quân lực của bọn hắn bố trí còn có chủng tộc của bọn họ rút lui phương hướng cùng vị trí đâu? Không có, Thiên Bằng Vương cười khổ một tiếng nói, gần nhất câu Trần Vương phái ra một cái bộ đội tinh nhuệ, thanh tẩy hơn 10 lần chúng ta trinh sát, chúng ta mai phục tại bên kia cái đinh bị dọn dẹp tám thành trở lên. Còn lại những cái kia trinh sát cũng không dám lộn xộn, thậm chí cũng không dám truyền tin tức. Bởi vì, Hoang Vu chi địa biên giới đều là bọn hắn mai phục tinh nhuệ, giờ phút này trinh sát dám vào nhập Hoang Vu chi địa, sẽ lập tức bị vô tình chém giết cao nhân kia xuất thủ a à. giang giật ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn nếu như ngay cả một chút trinh sát đều không thể thanh lý cao nhân kia cũng không phải cao nhân hắn lông mày thật sâu nhíu lên không có trinh sát chẳng khác nào không có con mắt cùng lỗ tai không biết đối phương bố trí chiến dịch sẽ trở nên cực kỳ gian nan thiên bằng vương lộ ra thật sâu lo lắng dò hỏi cửu đại nhân bọn hắn thanh lý chúng ta cái đinh có phải hay không nghĩ lặng yên suốt binh a à giống như bọn hắn tập kết đại quân lượn quanh đi nam vực hoặc là bắc vực lại tập kích bất ngờ phía dưới chúng ta sẽ bị đánh đến trở tay không kịp. Mà lại giống như chiến trường tại chúng ta bên này, chúng ta hội được cái này mất cái khác, con dân cũng sẽ tử thương vô số A. À. Bạo Long Vương Hạn Bạt Vương Ly Hương Nhi đồng dạng lộ ra dạng này lo lắng, các nàng sợ nhất liền là chiến trường tại phía bên mình. Đến lúc đó những cái kia cấp thấp yêu tộc sẽ từng mảnh từng mảnh chết đi, coi như có thể thắng được một trận chiến này, bọn hắn những này chủng tộc sẽ nguyên khí đại thương. Ha ha, Giang giật khoát tay áo, Phi thường khẳng định nói ra, điểm này các ngươi cứ yên tâm đi, đối phương tuyệt đối sẽ không đem quyết chiến chi địa đặt ở chúng ta bên này. Giống như bọn hắn thật dám đánh đến bên này ngược lại là đơn giản, ta có niềm tin tuyệt đối để bọn hắn có đến mà không có về. A, à, Bạo Long Vương bốn người đôi mắt sáng lên, sang giật loại này sự tự tin mạnh mẽ lây nhiễm bọn hắn, để bọn hắn nội tâm thở dài một hơi. Bất quá Bạo Long Vương vẫn là không hiểu nói ra, đại nhân vì sao như thế kết luận? Run rẩy đánh chính là thiên thời địa lợi nhân hòa giang giật giải thích nói thiên thời là thời cơ chúng ta bên này giờ phút này không thể không xuất chiến sở dĩ bọn hắn chiếm cứ thiên thời địa lợi tốt hơn hiểu được nếu như chúng ta giết vào đông vực bọn hắn chiếm cứ địa lợi bọn hắn đánh tới bên này thì chúng ta chiếm cứ địa lợi người cùng hai bên đều không khác mấy đều rất đoàn kết chỉ là quân lực bọn hắn mạnh mẽ một chút thôi bên kia xuất hiện một cái cao nhân coi như không có cái này cao nhân xuất hiện câu trần vương cũng không dám đánh tới mà cái này cao nhân chỉ cần không phải ngu ngốc lời nói hắn làm sao có thể bỏ qua đông vực địa lợi đến bên này cùng chúng ta tử chiến chém giết cấp thấp yêu tộc đối với bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt thiên thời bọn hắn chiếm cứ thanh lý chúng ta trinh sát cái kia chính là muốn lợi dụng địa lợi tiến hành các loại bố trí một khi bố trí xong bọn hắn liền có thể chậm đợi chúng ta vào cuộc cái này bạo long vương bọn hắn cái hiểu cái không bất quá sau khi nghe xong ba người sắc mặt đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Thiên thời địa lợi nhân hòa, đối phương chiếm cứ hai cái. Mà lại phương diện nhân hòa, đối phương quân lực là bên này gấp hai, trận chiến đấu này còn có thể thắng sao. chương 1776, mục tiêu đông vực. Có thể hay không thắng, kỳ thật giang giật chính mình cũng không có nắm chắc. Dù sao đối phương quân lực là bên này gấp hai, mặc dù đi qua lần trước nội loạn đông vực bên kia quân đội giảm bớt rất nhiều. Nhưng dù sao nhiều như vậy chủng tộc, lần trước đại chiến thời điểm nhẹ nhõm tập kết 3.000 vạn đại quân, có thể cũng không phải là đông vực toàn bộ quân đội A. Thiên thời địa lợi nhân hòa đối phương đều chiếm cứ, đối phương còn có một cái cao nhân, mặc dù không biết cụ thể mưu lược như thế nào, nhưng ít nhất so câu trần vương lợi hại hơn nhiều. Giang giật bên này duy nhất ỉ vào liền là quân tâm sĩ khí, nếu như ngay cả điểm này cũng không có, cái này chiến căn bản không cần đánh. Bên này chủng tộc phi thường đoàn kết, kỷ luật nghiêm minh, Giang giật mệnh lệnh đối với thanh linh bộ hạ cũ tới nói cái kia chính là thánh chỉ, không có nửa điểm trần chờ cùng ngỗ nghịch. Bên này là không đường có thể đi, không thành công thì thành nhân, bên này quân đội đều là từng đầu cô lang, hoặc là đem đông vực quân đội xé thành vỡ nát, hoặc là đem chính mình cho xé thành vỡ nát, không có bất kỳ cái gì đường có thể đi. Trái lại đông vực liên quân, bên kia chủng tộc quá nhiều, không nói đoàn kết rất nhiều chủng tộc đều thù sâu như biển. Cho dù có câu trần vương cường lực chấn áp, Bước bách tại thanh linh bộ hạ cũ bên này áp lực không có cách nào đoàn kết lại, nhưng một khi chiến cuộc bất lợi, đại quân sẽ lập tức tan tác. Sở dĩ, Giang giật không phải không có cơ sẽ, chỉ cần đánh thắng mấy trận chiến đấu, đem câu trần tộc chủ lực đại quân tiêu diệt, còn lại đông vực các tộc quân đội không đủ gây sợ, đông vực có thể bình. Nghĩ tới đây, Giang giật cười cười, nhìn qua mặt mũi tràn đầy tinh thần xa suốt ba vị tộc trưởng, trong mắt của hắn lộ ra ánh sáng tự tin, mở miệng nói, chư vị, chớ suy nghĩ quá nhiều, hết thảy có ta, trở về chuẩn bị chiến đấu 10 ngày sau chúng ta xuất chiến. Ừ, Bạo Long Vương ba người nghe được hết thảy có ta bốn chữ, đột nhiên thay đổi thần thái bay bổng lên. Đúng vậy a, à, bọn hắn bên này coi như thiên thời địa lợi nhân hòa đều không có, nhưng bọn hắn có cửu đại nhân, có đánh đầu thắng đó cửu đại nhân, bọn hắn có sợ gì chi? Giang giật phất phất tay nói, vẫn quy củ cũ, Bạo Long Vương người chủ tính trung toàn cục, Thiên Bằng Vương người phụ trách tình báo, Hạn Bạt Vương người phụ trách thao luyện quân đội thông cáo toàn quân, lần này ta đã có niềm tin tuyệt đối, chỉ có toàn quân trên dưới một lòng, đông vực chính là chúng ta vật trong bàn tay, đông vực vạn tộc sẽ tại chúng ta dưới chân run rẩy. Rõ, Giang giật giải rác mấy lời trong nháy mắt đem ba vị tộc trưởng đánh nhiệt huyết sôi trào, ba người không người lĩnh mệnh xuống dưới, cái gì đều mặc kệ, cái gì đều không đi muốn. Dù sao mọi thứ có Giang giật, Giang giật chỉ cái nào bọn hắn đánh đâu, đi theo Giang giật liền không có đánh không thắng chiến. Hô, đám ba người sau khi đi, giang giật thở ra một hơi thật dài ly hương nhi có chút đau lòng đi tới giúp hắn nhẹ xoa đầu nàng đối với giang giật hiểu rõ vô cùng lần này rất rõ ràng giang giật không có nắm chắc nhưng vì ổn định quân tâm khích lệ sĩ khí hắn không thể không làm ra một bộ bầy mưu nghĩ kế dáng vẻ đem tất cả mọi chuyện đều một người khiêng xuống tới chính là binh hồn cái này đem nhìn rất huy phong bá khí trong nháy mắt trăm vạn đại quân hôi phi yên diệt trong lúc nói cười tuyệt sát ở ngoài ngàn dặm trên thực tế một quân chủ soái là khổ nhất ép bởi vì hắn là trưởng đà nhân, toàn quân sinh tử tồn vong đều đặt ở chủ soái một người trên bờ vai. Chủ soái bất kỳ một cái nào sai lầm, sẽ dẫn đến mấy vạn mấy chục vạn quân sĩ chết đi, thậm chí một cái sai lầm nhỏ liền có thể sẽ để cho toàn quân bị diệt. Giang giật nhắm mắt trầm tư một lát, tiếp lấy lại nội thị một lần thân thể, xác định khiếu huyệt không có bất cứ vấn đề gì, xác định chiến lược ổn định về sau, hắn khoát tay để Ly Hương Nhi đi tìm người đem đông vực địa đồ xa bàn nhất tới. Các loại chờ xa bàn đến, hắn vẫy lui tất cả mọi người, một thân một mình kinh ngạc nhìn qua sa bàn, trong đầu bắt đầu lặp đi lặp lại thôi diễn, lặp đi lặp lại mưu đồ, tính toán. Hắn nói 10 ngày sau xuất phát, một là để sĩ khi tích lũy tới cực điểm, hai là nghĩ trong khoảng thời gian này hảo hảo suy nghĩ một chút, phân tích các loại tình huống, tìm tới phá địch chi pháp. Bên này là câu trần tộc, bên này là long cốc, bên này là thiên thử tộc, bên này là ma hồ. Giang giật tinh tế nhìn xem địa đồ, đem trong đầu một chút đối với đông vực các tộc tình huống nghĩ đến một lần, hắn càng thêm cảm giác nhức đầu. Đối phương cao nhân kia đánh đòn phủ đầu, đem bên này trinh sát dọn dẹp một lần, phái binh phong tỏa nhập hoang vu chi địa con đường, để hắn đối với đông vực tình huống hai mắt đen thui. Hắn chỉ có thể bỗng dưng đi suy đoán ra các loại khả năng, đủ loại tình huống ngoài ý muốn. Như vậy, suy tính phi thường tốn sức, mà lại rất có thể suy tính thật lâu, cuối cùng lại cùng địch quân tình huống hoàn toàn không đúng, rõ ràng thôi diễn lãng phí thời gian cùng trí nhớ. Nhưng Giang Giật không có bất kỳ biện pháp nào, hắn không có khả năng phái trinh sát đi dò xét, giờ phút này đối phương đã trải qua rồi bố trí, phái lại nhiều trinh sát cũng là chịu chết thôi. Giang Giật trong sơn động đóng cửa không ra, bên ngoài bắt đầu náo nhiệt. Giang Giật quyết định 10 ngày sau xuất binh, hơn nữa còn có nắm chắc tất thắng, cái này khiến thanh linh bộ hạ của toàn bộ sĩ khí đại chấn, mài đao xoèn xoẹt nhau nhau chuẩn bị giết vào đông vực. Các loại thao diễn càng thêm tấp nập, các tướng sĩ phi thường dụng tâm cùng chăm chỉ. Lập tức sẽ đại chiến, giờ phút này thao luyện đến càng ăn ý một chút, đến lúc đó sống sót cơ hội sẽ lớn hơn. Bạo Long Vương tự mình mang binh xuất hải, tiến hành sau cùng đồ ăn dự trữ. Đại quân cần bổ sung đồ ăn, bọn hắn giết vào đông vực cũng không biết phải bao lâu thời gian. Giống như khai chiến một tháng, sợ là bên này cấp thấp con dân toàn bộ đều tự giết lẫn nhau diệt tuyệt, sở dĩ nhất định phải chứa đựng đầy đủ đồ ăn, cam đoan hậu phương bất loạn. Thiên bằng vương phái ra các lộ trinh sát bốn phía dò xét, đương nhiên hắn không dám tiếp tục phái trinh sát đi đông vực. Hắn biết rõ phái trinh sát đó là chịu chết, hắn chỉ có thể phái trinh sát đi nam vực bắc vực, xác định thoáng cái đông vực liên quân phải trăng phái binh tiềm phục tại biên giới, đến lúc đó thừa cơ công kích phía sau bọn họ. Sau 5 ngày, Bạo Long Vương trở về, bất quá lần này tổn thất mấy ngàn đại quân, Bạo Long Vương trên thân còn vết thương trồng chất. Rất rõ ràng lần này bọn hắn gặp hải yêu cường đại trận đánh, Bạo Long Vương liều mạng, nếu không đoán chừng còn lại đại quân đều không có cách nào trở về. Bất quá lần này Bạo Long Vương mang về đủ nhiều đồ ăn, giống như tiết kiệm một chút dùng, có thể bảo chứng cấp thấp yêu tộc một tháng. Tám ngày sau Thiên Bằng Vương phái ra trinh sát toàn bộ trở về, bốn phía tình huống hết thảy bình thường, đông vực liên quân bên kia cũng không có điều động quân đội đi bắc vực cùng nam vực mai phục. Trên thực tế, Thiên Bằng suy nghĩ nhiều, đối với đông vực bên kia tới nói, chỉ cần diệt bọn hắn quân đội, những này cấp thấp yêu tộc tùy thời có thể dùng diệt sát, căn bản không cần thiết đơn độc phái một chi quân đội tới, còn dễ dàng bị Giang giật diệt sát. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, đại quân tập kết hoàn tất, chỉ chờ Giang giật ra. Giang giật đem chính mình nhốt vào trong sơn động, một mực chưa hề đi ra, cũng không cho phép bất luận kẻ nào đi vào, thần thần bí bí, ai cũng không biết hắn đang làm gì. Thứ 10 ngày, Giang giật rốt cuộc ra, ánh mắt của hắn ở phía xa trong đồng hoang chỉnh tề 900 vạn trên đại quân đảo qua, tại bảo long vương thiên bằng vương hạn bạt vương ly hương nhi trên mặt đảo qua, khuôn mặt trang nghiêm nhẹ gật đầu, chưa hề nói bất luận cái gì nói nhảm, thân thể bay vụt mà lên, vung tay lên nói, toàn quân nghe lệnh, xuất phát, mục tiêu đông vực. chương 1777, Chiến thuật Đại sư Đại quân trùng trùng điệp điệp tiến lên, Giang giật cũng không có đem đại quân cho cất vào không gian thần khí bên trong, mà là cứ như vậy một đường tiến lên. Chiêu số giống vậy không thể dùng hai lần, lần này đối phương còn có cao nhân, một cái không tốt ngược lại sẽ đối phương phản phục kích. Hắn đối với đông vực tình huống bên trong không có chút nào tin tưởng, cho nên tuyệt đối không thể làm loạn, chỉ có thể ổn đánh ổn đâm, đánh trước mấy trận ác chiến, như một cái đao nhỏ đâm vào đông vực bên trong, đem thế cục cho dò xét tinh tường tại trầm chậm, chậm mưu toan. Lần này Giang Giật không có chia binh, chính mình ngay tại trong đại quân, bất quá ngồi tại chiến xa phía trên, Ly Hương Nhi phụ trách giúp hắn truyền lệnh. Đại quân xuất phát về sau, hắn liền không có lộ mặt qua, đây là vì bảo trì cảm giác thần bí, để toàn bộ yêu tộc cảm giác hắn cùng thần linh thần bí. Cũng không phải là giang giật giả 13, hắn đây là vì để toàn quân có một cái quân hồn, có một cái tín nhiệm. Hắn đem chính mình làm cho rất thần hóa, trả lại toàn quân ngưng tạo một loại đi theo hắn đem đánh đầu thắng đó tín nhiệm, mục đích đúng là để toàn quân sĩ khí đạt đến đỉnh điểm, càng có lực ngưng tụ. Chỉ cần hắn không chết, hắn không lùi, đội quân này coi như chiến đến cái cuối cùng quân sĩ cũng sẽ không tan tác. Đương nhiên, dạng này tác dụng phủ cũng hết sức rõ ràng, một khi hắn chết, toàn quân liền xong rồi. Bởi vì đem sĩ bọn họ thần trong lòng chết rồi, tinh thần của bọn hắn hội trong nháy mắt đạt tới điểm thấp nhất, mà lại giống như đại bại mấy lần, đối với sĩ khí ảnh hưởng cũng là hủy diệt tính, thần là thất bại, bọn hắn làm sao có thể thắng. 900 vạn đại quân trầm mặc hành quân, không có phát ra quá lớn thanh âm, giang giật đối với hạn bạt vương thao luyện rất là hài lòng. Mặc dù cái này quân đội so sánh phi vũ quân vẫn là tranh lệch rất nhiều, nhưng yêu tộc quân đội có thể huấn luyện thành dạng này đã là tốt vô cùng. Các lộ trinh sát không ngừng đem tình báo hồi báo, tại ở gần hoang vu chi địa biên giới lúc, Giang giật hạ lệnh để một cái trinh sát quân đội cưỡng ép đâm xuyên đi vào, cho dù chết cũng phải đem khu vực biên giới tình báo cho hắn dò xét trở về. Thiên bằng vương tự mình chỉ huy một ngàn trinh sát quân đội bắt đầu cưỡng ép đâm xuyên, còn vận dụng hồ mỹ tộc, cuối cùng này một ngàn tên trinh sát gần như toàn bộ chết trận, bất quá khu vực biên giới tình báo vẫn là truyền về kia khu vực phụ cận quân đội cũng không phải là quá nhiều, chỉ có 10 vạn, câu trần tộc mấy cái trưởng lão tự mình dẫn đội, mặc dù quân đội không hoàn toàn là câu trần tộc, nhưng rõ ràng là tinh nhuệ chi sư. 10 vạn, hạn bạt vương trong mắt lóe lên một tia hàn quang, đối giữa không trung chiến xa chắp tay nói, cửu đại nhân, thuộc hạ thỉnh cầu xuất chiến, cho ta 10 vạn đại quân, ta có thể đem đối phương 10 vạn quân đội toàn bộ lưu lại. Không cần, giang giật thanh âm lạnh lùng truyền ra, giờ phút này kia 10 vạn đại quân đã rút lui. Chờ ngươi đi qua đã sớm trốn xa, toàn quân tiếp tục đi tới, tốc độ giảm phân nửa. Giang giật mệnh lệnh, không người dám chất vấn, toàn quân tốc độ giảm phân nửa chậm chạp hành quân. Tại mấy canh giờ sau, đợt thứ hai trinh sát hồi báo, bên kia đại quân quả nhiên rút lui, bằng nhanh nhất tốc độ chỉ lên trời bằng lĩnh phương hướng rút lui, bên này trinh sát nhẹ nhõm nắm giữ khu vực biên giới tình báo. Chủ nhân thật sự là thần cơ diệu toán a, Ly Hương Nhi ngồi tại chiến xa bên trong, trong mắt đều là cực nóng. Giang giật không để ý đến nàng, nhìn chằm chằm trong chiến xa cỡ nhỏ xa bàn, lông mày lại nhau càng chặt hơn mấy phần, hắn nhìn ra ngoài một hồi nói, lần này chiến sự, quả nhiên là đối phương cao nhân kia đang chỉ huy A. Nếu là câu Trần Vương chỉ huy, cái này 10 vạn quân đội không có khả năng lưu lại, hoặc là đã sớm rút lui, hoặc là cũng không phải là cái này 10 vạn người. Ly Hương Nhi có chút không hiểu, nàng nhìn thoáng qua xa bàn hỏi, chủ nhân bọn hắn lưu lại cái này 10 vạn người là vì cái gì đâu 10 vạn người không có bất kỳ cái gì ý nghĩa a à. cái này còn không đơn giản giang giật lườm ly hương nhi một chút giải thích nói đây chỉ là một chút mồi câu thôi nghĩ dụ địch xâm nhập giống như hạn bạt vương đuổi theo giết bọn hắn nhẹ nhõm có thể đem hạn bạt vương cho lưu lại phụ cận có thể có mai phục a à nha ly hương nhi cái hiểu cái không nhưng cũng không dám hỏi nhiều sợ quấy giày giang giật mạch suy nghĩ phía dưới đại quân chậm rãi thúc đẩy tại hao tốn nửa ngày thời gian sau rốt cục đã tới thiên bằng lĩnh phía đông vạn lý, giang giật hạ lệnh để đại quân dừng lại, trinh sát bốn phía bắt đầu dò xét tình huống. Dò xét trở về tình huống, để thiên bằng vương xem không hiểu, hắn chỉ có thể tự thân lên đến bẩm báo. Giang giật vẫn tại xem sa bàn, thiên bằng vương chỉ vào thiên bằng lĩnh nói ra, cửu đại nhân, ngoại trừ thiên bằng thành nội có 30 vạn đại quân bên ngoài, phụ cận trên trăm cái sơn lĩnh không có bất kỳ cái gì quân đội, cũng không có bất kỳ cái gì cấp thấp yêu tộc. a à, Ly Hương Nhi có chút kinh ngạc, triệt để xem không hiểu, phụ cận trăm cái sơn lĩnh không có yêu tộc có thể hiểu thành đối phương vườn không nhà trống rút đi, nhưng thiên bằng thành nội lưu lại 30 vạn đại quân đây là ý gì vô ích đưa cho bọn họ giết sao. Lại dò xét, mặt khác toàn quân nguyên địa chờ lệnh đề phòng. Giang giật cũng không ngẩng đầu lên quát khẽ, thiên bằng vương chỉ có thể xuống dưới an bài. Giang giật chân mày nhíu chặt hơn, địch nhân quỷ dị bố trí để trong lòng hắn càng thêm nặng nề, sự tình ra khác thường tất có yêu, nhưng hắn nhưng lại không biết lần này yêu ở đâu, lúc nào sẽ chui ra ngoài cắn bọn hắn một cái. Hạ giới tam thiên về sau, các lộ trinh sát lần nữa hồi báo, phụ cận mấy trăm cái sơn lĩnh toàn bộ tra xét xong. Ngoại trừ thiên bằng thành nội, phụ cận không có bất kỳ cái gì quân đội, cũng không có bất kỳ cái gì yêu tộc. Thành nội quân đội số lượng dò xét rất tinh tường, hoàn toàn chính xác chỉ có 30 vạn. Đại nhân, có đánh hay không? Bạo Long Vương ba người đều lên giang giật chiến xa, hỏi thăm hắn ý tứ. Cục diện này hoàn toàn chính xác quá quỷ dị, ba người không dám loạn xin chiến. Đánh, Giang giật phi thường khẳng định gật đầu nói, thiên bằng lĩnh tới gần hoang vu chi địa, nơi này không đánh xuống, bọn hắn tùy thời có thể dùng cắt đứt đường lui của chúng ta. Thiên bằng thành nhất định phải đánh, để bộ đội tiên phong 30 vạn quân sĩ một canh giờ công thành, hạn bạt vương ngươi mang trăm vạn đại quân ở phía sau áp trận, không có ta mệnh lệnh các ngươi không được vọng động, thiên bằng vương ngươi chú ý dò xét tình huống, bạo long vương tỏa trấn trung quân. Tuân mệnh. Bạo Long Vương ba người quát khẽ một tiếng xuống dưới an bài, rất nhanh bộ đội tiên phong 30 vạn xuất chiến, tại Bạo Long tộc một cái trưởng lão dẫn đầu hạ chỉ lên trời bằng thành công kích mà đi. Hạn Bạt Vương xuất lĩnh trăm vạn đại quân ở phía sau áp trận, giang giật lặng yên sen lẫn trong Hạn Bạt Vương trong quân tiến đến quan chiến. Thiên bằng thành rất lớn, bất quá cái này thành chỉ có hay không hữu căn bản không có khác nhau, bởi vì cái này thành chỉ không có cấm chế, chỉ là dùng một loại thiên yêu giới đặc hữu hắc thạch kiến tạo, không đạt tới ngụy đế cấp chiến lược rất khó phá hủy thôi. Không có cấm chế thành trì, kia là không đề phòng. Giờ phút này trên tường thành đứng đầy quân đội, trên không trung cũng có quân đội trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chiến đấu rất nhanh liền bạo phát, bên này 30 vạn đại quân công kích mà lên, song phương bắt đầu viễn trình lẫn nhau đối công, tiếp lấy tới gần sau triển khai vật lộn. 30 vạn đối 30 vạn, song phương đều không có ngụy đế cấp cường giả, Giang giật thần thức một mực lặng yên tại trong thành trì lặng yên liếc nhìn, còn vụng trộm vận dụng tiềm ẩn thuật tới gần thành trì, tại thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới dò xét, nhưng không có dò xét đến bất kỳ ngụy đế cấp cường giả, còn có bất luận cái gì mai phục. Hắn liên tục xác định về sau, truyền âm để hạn bạt vương tự mình xuất thủ, có một cái ngụy đế cấp cường giả gia nhập, dán liền chiến cuộc trong nháy mắt nghịch chuyển. Đối phương tướng lĩnh bị hạn bạt vương chém giết mười mấy cái, đại quân từng mảnh từng mảnh bị quét ngang về sau, đối phương đại quân lại thoáng cái cũng sẽ thua, về phía tây bên cạnh điên cuồng bỏ trốn mà đi. Thắng lợi tới quá dễ dàng, dễ dàng đến làm cho toàn quân cùng giang giật đều có chút không dám tin, đối phương vứt xuống 10 vạn bộ thi thể chật vật mà chạy, biến mất ở phương xa chân trời. Giang giật không để cho đại quân truy sát, ánh mắt nhìn qua chật vật bỏ trốn quân địch, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Nếu như đối phương quan chỉ huy không phải ngu xuẩn lời nói, như vậy thì là phi thường kinh khủng chiến thuật đại sư bởi vì hắn căn bản là không có cách xem thấu chiến lược ý đồ, xem không hiểu đối phương chiến thuật. chương 1778, Vũng Bùn, đối phương thống soái tuyệt đối không phải là đồ ngốc, điểm này giang giật phi thường xác định, lại nói câu Trần Vương làm sao có thể để một kẻ ngu ngốc thống soái bọn hắn sở dĩ người này ngu lược phi thường đáng sợ. Giang giật thế mà đều xem không hiểu, có thể thấy được lốm đốm. Không biết địch nhân là đáng sợ nhất, Giang giật không dám mạo hiểm tiến vào, bắt đầu triệu tập càng nhiều trinh sát hướng bốn phương tám hướng dò xét mà đi, không đem tình huống dò xét tinh tường, hắn làm sao dám mang theo đại quân sông đi vào. Tình báo không ngừng truyền về, kia đào tẩu 20 vạn đại quân đã tới phía tây 50 vạn Lý Ong Vàng Sơn, mà lại quân đội đột nhiên trở nên nhiều hơn, đạt đến 50 vạn. Trừ cái đó ra, phố cận lại không có bất kỳ cái gì chủng tộc cùng quân đội, trinh sát đã dò xét hơn ngàn cái sân nhận, vẫn không có nhìn thấy bất luận cái gì quân đội cùng chủng tộc. Giang giật đang đợi nửa ngày thời gian về sau, chỉ có thể cắn răng để đại quân tiếp tục đi tới. Đối phương hao tổn nổi, hắn lại hao không nổi, hoang vu chi địa bên kia yêu tộc chỉ có một tháng đồ ăn, mà lại hắn chỉ để lại 10 vạn quân đội. Giống như những cái kia cấp thấp yêu tộc tương hỗ tàn sát, kia 10 vạn quân đội căn bản là không có cách chân áp. Lần này tiến vào đông vực, mục đích đánh bại đông vực đại quân, chế bá đông vực. Giống như một mực bất hòa đối phương khai chiến, tại cái này chiếm cứ, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngược lại sẽ bị đối phương tươi sống kéo sụp đổ. Giang giật mơ hồ đối địch quân chủ soái chiến lược ý đồ có một chút hiểu rõ. Đối phương muốn đánh tiêu hao chiến, cái này tiêu hao cũng không phải là tiêu hao bên này chiến lực, mà là tiêu hao bên này sĩ khí cùng kiên nhẫn. Thanh linh bộ hạ cũng 900 vạn đại quân, đằng đằng sát khí giết trở lại đông vực, giống như đông vực liên quân lựa chọn cùng bên này khai chiến, sẽ đối đầu một cái không có đường lui một mình. Giang giật bên này mỗi một người quân sĩ đều sẽ hung hãn không sợ chết, anh dũng giết địch, quân đội như vậy không thể nghi ngờ là phi thường đáng sợ. Sở dĩ đông vực liên quân lựa chọn không giao chiến, còn vườn không nhà trống, không cho bên này bất luận cái gì khai chiến đổ sát ra tăng sĩ khí cơ hội. Để cái này 900 vạn quân đội một cái trọng quyền đánh vào trong nước, phiền muộn được bản thân thổ huyết, sĩ khí tự nhiên là không thể tránh khỏi bắt đầu suy yếu. Còn như cái này 30 vạn quân đội, hẳn là một viên cái đinh, đính tại giang giật cùng 900 vạn đại quân trong lòng. Cố tình bày nghi trận, để bên này không dám mạo hiểm động, chế tạo ra đủ loại quỷ dị nỗi băn khoăn, để sở hữu quân sĩ trong lòng đều cảm giác huyền chi hữu huyền, sĩ khí tự nhiên là không thể tránh khỏi lần nữa suy yếu. Đương nhiên, đây đều là giang giật suy đoán cùng suy đoán, chính hắn đều không phải là rất xác định. Hắn vô kế khả thi chỉ có thể để đại quân hướng ong vàng sơn phương hướng thúc đẩy, ong vàng trên núi có 50 vạn quân đội, đây cũng là một viên cái đinh, không nhổ toàn quân trong lòng đều sẽ có một viên đâm, vô cùng không thoải mái, hành động cũng sẽ nhận hạn chế. Giang giật phái ra càng nhiều trinh sát, để rất nhiều quân đội đảm nhiệm trinh sát công việc, tại phương viên ngàn vạn dặm dò xét, tầng tầng đề phòng, tránh cho quân địch đột nhiên giết ra, lâm vào vòng mai phục. Nhưng mà, các loại chờ đại quân đến ong vàng sơn phụ cận, các lộ trinh sát hồi báo tình huống, đều là phụ cận hết thảy bình thường, cũng không có bất kỳ cái gì quân đội cùng chủng tộc. Hạn Bạt Vương, xuất chiến. Giang giật để hạn bạt vương tự mình mang theo trăm vạn đại quân xuất chiến, hắn theo quân quan chiến, trăm vạn đại quân bay đầy trời bắn đi, hạn bạt vương một ngựa đi đầu, sát nhập vào ong vàng sơn. Thảm liệt chém giết bắt đầu, song phương quân sĩ từng mảnh nhỏ chết đi, bất quá rất rõ ràng bên này là áp chế đối phương, giống như không có gì bất ngờ xảy ra đối phương nhiều nhất tại một canh giờ sau, toàn bộ muốn bị chém giết. Ngoài ý muốn phát sinh, tại khai chiến vẻn vẹn ba nén hương thời gian, đối phương quân đội đột nhiên chạy tán loạn lần này lại lưu lại hơn 10 vạn bộ thi thể, còn lại mấy chục vạn quân đội bằng nhanh nhất tốc độ bay trốn, căn bản không giống như là ngụy trang. Cửu đại nhân, truy không truy sát, hạn bạt vương truyền âm tới, giang giật nghĩ nghĩ cắn răng nói ra, truy sát, bất quá chỉ có thể truy sát 10 vạn lý. Tốt, hạn bạt vương mang theo mấy chục vạn quân đội tinh nhuệ truy sát mà đi, giang giật nghĩ nghĩ không yên lòng, để bạo long vương tỏa trấn trung quân, hắn lặng yên tiềm hành một đường đi theo mà đi. Hạn bạt vương hữu dũng vô mưu, chớ để cho phục kích. Hạn bạt Vương một đường truy sát, giết đối phương lang khóc quỷ gào, truy sát 10 vạn lý, lần nữa lưu lại đối phương gần 10 vạn quân đội. Đến giờ phút này hạn bạt vương có chút trần chờ, dù sao giang giật nói chỉ có thể truy sát 10 vạn lý. Trở về, cuối cùng hạn bạt vương cắn răng hạ lệnh rút quân, giang giật lại không lui, lặng yên hướng phía trước tiếp tục tiềm hành. Kết quả tại số bên ngoài vạn dặm phát hiện một cái sơn cốc, trong sơn cốc xương trắng mê mang, thần thức thế mà không cách nào dò xét đi vào có mai phục, cái này xương trắng hẳn là một loại nào đó bảo vật, hoặc là đại trận chế tạo ra, giang giật theo trước đó trong tình báo, cũng không có đề cập sơn cốc này có xương trắng. Hắn lặng yên lui trở về, lập tức để trinh sát đi cái kia sơn cốc dò xét. Kết quả thượng cổ bên trong đã tuôn ra trăm vạn đại quân, phải đi dò xét trinh sát chém giết hơn phân nửa, sau đó cái này trăm vạn đại quân lập tức về phía tây bên cạnh rút lui. Rất tốt, các loại chờ tin tức truyền về về sau, giang giật ngược lại như chút được gánh nặng địch nhân rốt cục lộ ra răng nanh, không sợ địch nhân lượng kiếm, đem hắn tiềm phục tại hắc ám chỗ. Cái loại cảm giác này nhất là khó chịu, thời khắc đều muốn để phòng địch nhân từ trong bóng tối nhảy ra đem chính mình xé nát. Đại quân đè ép tới, trinh sát tự nhiên bắt đầu mới một vòng dò xét, tại nửa ngày sau giang giật lại phát hiện một trái chứng đau sự thật. Những cái kia đào tàu quân đội tập kết tại phía tây 60 bên ngoài vạn dặm một tòa hoàng long phong sơn, mà lại lần này quân đội lại biến thành 50 vạn. Phụ cận phương viên ngàn vạn dặm, nhưng không có bất luận cái gì quân đội cùng yêu tộc đây là tình huống như thế nào bạo long vương ba người cùng ly hương nhi triệt để xem không hiểu địch nhân lần lượt cho bọn hắn đưa đồ ăn lên bàn mỗi lần đưa mấy chục vạn quân đội cho bọn hắn chém giết bọn hắn có bao nhiêu quân đội có thể đưa mai phục trong bọn họ quân bất loạn coi như phái ra trăm vạn đại quân bị đối phương mai phục vây quanh thì đã có sao bên này trung quân tùy thời có thể dùng trợ giúp cuối cùng còn không phải biến thành chính diện quyết chiến lần lượt ném ra ngoài mồi nhử cá lớn không có câu được, ngược lại mồi như lần lượt bị ăn sạch, quan chỉ huy của đối phương là ngớ ngẩn sao. Không phải là đồ ngốc, Giang giật đôi mắt như hàn băng, nội tâm của hắn hơi hồi hộp một chút, triệt để trầm xuống. Lúc trước hắn loáng thoáng có chút hoài nghi, giờ phút này cái hoài nghi biến thành sự thật. Quan chỉ huy của đối phương là thiên tài, đối phương chiến thuật không phải âm mưu, mà là dương mưu, nắm bọn hắn cái mũi đi, để bọn hắn từng bước một đi vào cảm bẫy dương mưu. Đối phương chiến lược kỳ thật vô cùng đơn giản, dụ địch xâm nhập, rộng mà diệt chi. Mỗi lần dùng chút ít quân đội chịu chết, nắm cái mũi của bọn hắn đi, từng điểm từng điểm để bọn hắn bị xa vào. Người bất diệt cái này mấy chục vạn quân đội, bọn hắn ngay tại các người hậu phương trôn xuống một cái cái đinh. Người diệt đi, phía trước lại có mấy chục vạn quân đội, dắt mang theo người một đường tiến lên. Đông vực là cái vũng bùn, thanh linh bộ hạ cũ 900 vạn quân đội sĩ khí như hồng vọt vào, lại một cước lâm vào vũng bùn. Người nghĩ đi nhanh một chút đều không được, chỉ có thể từng bước một dựa theo đối phương dẫn dắt tiến lên. Đối phương lần lượt phái ra tiểu cố quân đội chịu chết, để bên này 900 vạn đại quân sĩ khí một chút xíu suy yếu xuống dưới. Theo thời gian trôi qua, bên này trong quân đội tâm hội nhanh như hỏa phần, hội lo lắng hoang vu chi địa tộc nhân, chiến ý thì càng ngày càng thấp. Các loại chờ bên này sĩ khí hạ thấp điểm thấp nhất, đối phương chủ lực đại quân sẽ xuất hiện. Một bên là chạy thật nhanh một đoạn đường dài, sĩ khí hoàn toàn không có quân đội, một bên lại là nghỉ ngơi dưỡng sức, hảo chỉnh mà đối đãi đại quân, kết cục có thể nghĩ. Đối phương quân sư đến cùng là ai yêu tộc làm sao có thể có được như thế mưu lược chẳng lẽ là nhân tộc. Giang giật nghĩ đến một cái có thể, đột nhiên cảm giác phía sau lưng một trận rét run, không rét mà run. chương 1779, phá cục, mặc kệ người này là yêu tộc vẫn là nhân tộc, Giang giật đều gặp đại phiền toái. Hắn chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là tại đối phương dẫn dắt bên trong, từng bước một đi vào cảm bấy hoặc là hắn kiếm tàu thiên phong thẳng tới đối phương tổng bộ, cùng đối phương chủ lực quyết nhất tử chiến. Giang giật dám sao, hắn không dám, bởi vì bên kia quân lực là bên này gấp 2, giống như tử chiến, coi như có thể thắng đoán chừng cũng là thắng thảm, đến lúc đó đều không có còn lại bao nhiêu quân đội cùng cường giả, đánh xuống đông vực có thể thủ được mảnh giang sơn này. Lại nói, đối phương đã có như thế mưu lược, bên này chạy thật nhanh một đoạn đường dài, hết thảy đều tại đối phương trong khống chế, bọn hắn chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn bên này có thể thắng sao dựa vào cái gì đi thắng giang giật vốn nghĩ lần này mang binh mà đến thăm dò rõ ràng tình huống về sau lợi dụng đủ loại chiến thuật đem đối phương chủ lực từng cái đánh tan tự cùng lần trước lợi dụng chính mình có thiên hàn châu có thể tùy thời đem ngàn vạn đại quân mang đi đánh mấy trận thắng chiến diệt sát đối phương mấy trăm vạn quân đội cuối cùng xử lý câu trần tộc cùng câu trần vương đông vực nhất định hắn bị địch nhân nắm mũi dẫn đi mà lại căn bản không mò ra địch nhân quân lực bố trí hắn coi như suy nghĩ nát óc cũng vô kế khả thi không được không thể dạng này đi tiếp thôi giang giật quyết định truyền lệnh xuống để toàn quân nguyên địa đóng quân không tiến thêm nữa đồng thời phái ra càng nhiều trinh sát bốn phía để phòng dò xét không có thích đáng bố trí cùng chiến thuật không có được biết đối phương tình huống cùng bố trí trước đó hắn quyết định không tiến thêm nữa tiếp tục đi tới chỉ có thể càng lún càng sâu cuối cùng bị địch nhân một cái nuốt vào thiên bằng vương hắn tại chiến xa bên trong trầm ngâm sau một canh giờ đột nhiên quát khẽ. Phía dưới thiên bằng vương lập tức bay vụt mà vào, hắn chỉ vào xa bàn bên trong mấy nơi nói ra, không tiếc bất cứ giá nào, để trinh sát đi vào cái này vài miếng khu vực, đem tình báo cho ta cầm trở về. Ách, thiên bằng vương mặt lộ vẻ khó xử, giang giật chỉ địa phương một cái là câu trần lính, một cái là long cốc, còn có một chỗ là thiên chuột lính. Cái này ba cái địa phương giờ phút này đều tại quân địch hậu phương, giống như cưỡng ép đi dò xét, trinh sát không biết muốn chết bao nhiêu, còn không biết có thể hay không đem tình huống cho truyền về. Tuân mệnh, nhưng Giang giật ra lệnh, còn nói không tiếc bất cứ giá nào, thiên bằng vương có thể nói cái gì hắn chỉ có thể cắn Giang bay vụt mà xuống, bắt đầu tay bố trí. Hạn bạt vương, vừa trầm nghĩ một canh giờ sau, Giang giật để hạn bạt vương điều binh bắt đầu thu thập đồ ăn, đại lượng thu thập, những thức ăn này có thể liên tục không ngừng đưa về hoang vu chi địa, Giang giật chuẩn bị đánh đánh lâu dài. Đánh lâu dài, ngay tại hắn hạn bạt vương mang binh rời đi về sau, hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại, con người lấp lóe mấy lần, hắn nghiêm nghị quát lớn nói, bạo long vương, đi lên. Bạo long vương bay vụt mà lên, giang giật chỉ vào xa bàn thiên bằng lĩnh khu vực nói ra, ta cái này có một viên không gian giới chỉ, người luyện hóa sau lặng lẽ dẫn đầu trăm vạn đại quân trở về, đem tất cả yêu tộc con dân đều di chuyển đi thiên bằng lĩnh đến, tốc độ phải nhanh, hành động muốn giữ bí mật. Ngoài ra để cho thiên bằng vương điều động trinh sát tại thiên bằng lĩnh phụ cận mấy trăm sơn lĩnh đề phòng, bảo đảm thiên bằng lĩnh tuyệt đối an toàn, cái này bạo long vương mơ hồ nháy nháy mắt có chút không hiểu bên này cũng không có chiếm cứ tuyệt đối thượng phong đi đem sở hữu yêu tộc cho di chuyển tới đây không phải cản trở sao bên này muốn chia binh bảo hộ những cái kia yêu tộc dễ dàng cho địch nhân tiêu diệt từng bộ phận a bất quá đã giang giật hạ lệnh bạo long vương mặc dù có chút nghi hoặc cuối cùng vẫn là lập tức luyện hóa thiên hàn châu bí mật giả đi trăm vạn quân đội sau đó lẻ loi một mình chạy về hoang vu chi địa toàn quân xuất phát đi hoàng long phong các loại chờ bảo Long Vương sau khi đi, Giang giật thế mà không đợi thiên bằng Vương trinh sát hồi báo tình báo, lần nữa hạ lệnh để toàn quân về phía tây bên cạnh áp đi. Giờ phút này hạn bạt Vương điều động đại quân tại bốn phía thu thập lương thực còn chưa có trở lại, Ly Hương Nhi không hiểu dò hỏi, chủ nhân, không đợi hạn bạt Vương trở về. Không đợi, Giang giật ánh mắt phi thường kiên định, nhíu chặt lông mày tại thời khắc này rốt cục có chút thư hoãn. Hắn rốt cục nghĩ đến phá cục chi pháp, cứ việc biện pháp này không phải rất hoàn mỹ, nhưng ít ra có thể gia tăng thật lớn đối chiến phần thắng. Lần trước đại di rời thời điểm, Giang giật thành công lợi dụng các loại bố trí đem câu Trần Vương cùng bệ ngạn Vương nắm mũi dẫn đi. Hắn biết rõ nắm đối phương cái mũi đi chỗ lợi hại, hết thảy đều tại phía bên mình tính toán bên trong, tùy thời có thể đem đối phương đánh cho tàn phế. Sở dĩ, hắn tuyệt đối không thể bị đối phương nắm mũi dẫn đi, hắn nhất định phải kiếm tàu thiên phong, xáo trộn đối phương bố trí, làm cho đối phương đi theo phía bên mình đi. Đối phương quân sư, đoán chắc bên này hao không nổi, sở dĩ bố trí xuống một cái bẫy, muốn kéo sụp đổ bên này, muốn đánh đánh lâu dài cùng tiêu hao chiến. Đã như vậy, vậy liền đánh thôi, hắn đem kia vài ức yêu tộc đều di chuyển tới, bên này đầy khắp núi đồi đều là đồ ăn, tùy ý cùng đối phương tiêu hao mấy năm. Đối phương vườn không nhà trống, để bên này dò xét không đến bất luận cái gì tình huống, đồng dạng giang giật cũng có thể làm cho đối phương không mò ra bên này bất kỳ tình huống gì. Hắn dù sao không vội, bên này chỉ cần những cái kia cấp thấp yêu tộc con dân không ra vấn đề, quân tâm một mực có thể bảo trì, tùy thời có thể dùng huyết chiến. Trái lại đông vực liên quân bên kia, vô số chủng tộc đều di chuyển tới, các tộc đại quân toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, liền đợi đến bên này vào cuộc. Mà Giang giật hết lần này tới lần khác không đi vào, đại quân sĩ khi khó tránh khỏi trượt. Bên kia rất nhiều chủng tộc vốn là có huyết hải thâm cừu, ngay từ đầu có thể sẽ bị câu trần vương cùng ba vị đại đế sứ giả chân áp, nhưng dần dần khó tránh khỏi lại có ma sát, đến lúc đó sẽ bộc phát nội chiến liên quân tự sụp đổ chỉ cần bên này toàn bộ yêu tộc di chuyển tới chỉ cần bên này thế cục ổn định hao không nổi không phải bên này mà là đông vực liên quân bên kia giang giật mệnh lệnh toàn quân xuất chiến chính là vì ổn định đối phương vì aa đối phương thành công để bạo long vương đem sở hữu yêu tộc cho di chuyển tới.